tóm lại ra nó rất lọc à. Rồi, hello cả nhà nha. Ở trên hội bà thấy chưa? Ở trên trên bếp thấy chưa? Có live trên thêm trên hội. Live trên hội được chưa? Chia sẻ cả trên hội này. Ở trên bếp chưa thấy ai vừa ấy. Ở trên trên bếp chưa thấy. Rồi, ai vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Hello chị Lê Phạm này. Đâu có thấy cái like của mình tri hội ta. Thấy không? Thấy phát thông báo này. Họ đi không thấy phát thông báo à? Ở bên này đâu có thấy thấy comment. Thấy không? Rồi chị em nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nha. Thảo Văn là chữ xanh. 7 ký và chữ vòn. Cái gì? Ở đâu đấy? Ở đâu đây? Không thấy luôn. Ở trên hội chị em mình chấm chấm lên luôn dùng nguyên nhé. Để kiểm tra. Vừa đấy 60 ký vẫn ngoài ok. VV Nguyễn khi chưa chốt mà không thấy chị vào tên nè. Chắc là bị ẩn comment đấy chị ơi. Thấy do bị ẩn comment đấy. Chị nào vô like trên hội tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Kiểm tra thử có bị ẩn comment không. Hả? Xanh hồng. Xanh với hồng. 57 ký ở bóc đi. Với 4 bộ. Đó chỉ 4 bộ. Theo ký xanh nhau. Hồng. Thì lái cái một sai. Rồi vô nha chị em mình ơi, ở trên hội chị em mình chấm lên thử kiểm tra thử có bị ẩn comment không nha. Lên luôn chị em mình giá cực kỳ rẻ luôn, chia sẻ bàn tay lên luôn dùng nguyên nhé. Chưa thấy cái like của Nguyên ở trên hội đâu mà chị em mình vô được ta. Rồi dùng cái máy này chưa thấy cái like trên hội ở đâu hết. Để hai bộ trước đi đã. Cứ để hai bộ trước đi đã sợ. Không chia sẻ được hả trên hội không chia sẻ được đâu. Chia sẻ về trang cá nhân dùng nguyên cái nè. VV Nguyễn chị thấy em không? Thấy VV Nguyễn nha. Thấy nha. Rồi ok em sẽ lên nhanh luôn cho chị em mình lên luôn để lên được nhiều. Áo thun 70 ký à em không? Không có, nhỏ xíu nữa hả? À. Cái chi nhỏ xíu nữa là ai nhắn cái gì mà nhỏ xíu ấy. À chào, không thấy cái like ở trên hội áo sâu lưng bao nhiêu đó em, từ từ em lên nha. Cái này về chiến cuối. Thấy Trần Thị Thiết Kiều nha. Rồi nó lên nhanh, cái này về chiến cuối nè. 350 áo như hiện tại. Ok, bốt nào trừ cho bốt nào màu xanh. Thấy rồi nha. Có rồi, bốt nào trừ cho bốt nào màu xanh. Những chị mà đồ nam 45 kg. Em thấy chị Mai Võ nha, em thấy chị Mai Võ. Rồi lên nhanh luôn chị em mình ơi. Thấy Trần Thị Thiết Kiều nha. Thấy thôi, ở trên hội thấy thôi. Nhưng mà chắc là không comment được, không thấy chỗ comment đâu hết. Đồ nam em không. Rồi lên luôn nhé, cái này đang còn sót từng này cái bán tặng luôn cho trẻ mình mỗi chị một cái. Và toàn bộ là size. Đây, ba cái này là size 60 đổ về. Còn em mã tặng áo nắng luôn dùng nguyên đi. Ba cái này size L, size 60 đổ về, hàng này hàng thông hơi nhé. Chốt lên luôn dùng mã tặng được ba bộ ba con size L thôi. Lên luôn cho trẻ mình mã này là mã tặng 49k luôn dùng nguyên nhé. 49k có ba con thôi. Chốt mã tặng áo nắng luôn dùng nguyên. Chị nào giận là
Màu luôn, chốt màu luôn là có rồi. Chứ chị nào mà bảo là để em bộ, là Nguyên không biết để bộ gì. Có nha, có chị Nguyễn Trâm ơi, cộng vô rồi nha, cộng vô rồi. Ba lỗ bao nhiêu rứa à? Ba lỗ từ từ. Tàng xanh à, xanh gì? Cái này cho chị Huỳnh Huyến là size L. 49k chị Huỳnh Huyến. 49k chị Huỳnh Huyến nè. Rồi nha, 49k hồng, 49k xám. Ok, chị Huỳnh Huyến có rồi, Huỳnh Huyến có rồi nha. 49k con thôi, bao rẻ luôn. Bao rẻ con nè, chị nào lấy cái này luôn cho mã tặng 49k hồng, tặng 49k xám, hàng thông hơi dùng nguyên nhá. Còn được hai con này size 60. Thấy chị Mata Maria rồi chị ơi. Ở trên hội thấy rồi. Thấy nhưng mà nguyên. Ủa chứ bờ Hà đang không có không ở được nha. Được mà. Xám cho chị Hòa Đoàn trên hội này. Hòa Đoàn trên hội. Chia sẻ về luôn trên trang cá nhân luôn này. Chia sẻ về luôn. 65 cái con vừa nhá. Lời cho chị Ngô Lan trên hội này lên thông tin cho em nhé. Hồng cho Ngô Lan trên hội lên thông tin cho em. Rồi hai cái này size M, size 55 đổ về. Chốt lên cho chị nào chia sẻ. Xám người ta chốt rồi chị Mai Võ ơi. 49k một hồng đậm, một hồng nhạt luôn. Ok chị Ngô Lan rồi. Chữ xanh với chữ hồng mà. Không có từ từ. Hình Mickey còn không? Hình Mickey là chỉ có vàng với đen nhé. Còn lại ba màu còn lại là chữ. Hình Mickey chỉ có vàng với đen thôi. Mờ hồng hồng này có hồng đậm, hồng nhạt chị ơi. Hai màu hồng, hồng đậm và hồng nhạt. Ok chị Ngô Lan nha. Trẻ mà ráng lên thông tin luôn dùng nguyên. Cái này có cả hồng đậm và hồng nhạt nha. Chị nào lấy màu hồng nào lên màu hồng đó luôn dùng nguyên. Được chưa? 49.000 một hồng đậm, một hồng nhạt. Trẻ mình không lên rõ màu là Nguyên cũng không biết đường Nguyên chốt đâu. Chị nào chưa có hồng lên hồng. Hồng cam là hồng nhạt ấy. Cho chị gì ấy? Cho chị gì? Cho chị Mai Võ lên thông tin. Mai Võ và ghi chị Hát lên thông tin dùng nguyên nhé. Hồng đậm cho chị Dung Ngô. Trên hội lên thông tin luôn cho em. Nha, toàn bộ trẻ mình có đơn lên thông tin, không có thông tin Nguyên chịu luôn. Rồi bán tặng cho trẻ mình mã này. Không, chị Dung Ngô hồng đậm rồi. Còn chị Mai Võ bảo lúc nãy mới vừa lên. Bác coi được trên hội chưa? Có chia sẻ về trang cá nhân rồi đấy. Không được, coi có được máy thôi chứ coi đã được hai máy. Chứ phải dùng hai máy mà. Hai máy mà máy thì đâu được. Tôi cho mượn cái điện thoại coi trên bác. Cho mượn một cái điện thoại để coi trên bác. Coi luôn chứ coi đâu coi được mấy đứa. Vừa like không thể chốt mà. Ok chị ơi. Thế cái điện thoại đó coi hỏi không được nữa. Rồi, bà coi trên bát đi. Bà coi trên bát đi. Ai đó hồng nhạt trước coi không? Không, chị Mai Võ không có hồng nhạt đâu chị nhé. Không có hồng nhạt nhé. À, không có hồng đậm nhé. Rồi cái mã áo đang mang. Dung Ngô. Lên luôn dùng cái này. Đợt hàng cuối cùng về 350 áo. Nhưng hiện tại vẫn còn tầm khoảng 200. Dung Ngô là hồng đậm. Dung Ngô hồng đậm. Còn hồng nhạt thôi 49.000. Mã này nói chung là về đợt cuối size 60 đổ về này. Nhọt cho Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm ở trên hội à? Ở trên bếp à? Đợt hàng này là đợt hàng cuối cùng. Lên bán tặng luôn cho trẻ mình. Cái này đi combo luôn nha, đi combo luôn. Chốt lên luôn dùng cái này trẻ mình chọn màu thoải mái nhé. Size 60 đổ về là trẻ mình chốt ok. 60 đổ về là chốt ok. Mình có 4 tông màu cái mã này. 4 tông màu nha, size 60 đổ về. Con này chắc của nó là nữ lụa. Riêng cái trời này nó thật sự là mùa này chạy không biết bao nhiêu con. Vừa cả sĩ vừa cả lẻ con này. Lên bán tặng luôn cho okay, trẻ mình con này luôn. Là không có hình Mickey. Không có hình Mickey, chỉ có chữ thôi. Hình Mickey chỉ có màu vàng với lại màu màu đen. Rồi lên luôn dùng mã này. Đi combo nhá. Chốt mã 2 đi, hai con trẻ mình lấy màu gì thì chốt. Lên luôn cho trẻ mình là 60k hai con. 60k hai con này luôn, chị nào chưa có cái này. Rất là nhiều chị đặt rồi họ tới hỏi luôn. Nguyên về đợt này, đợt thứ 5, đợt thứ 6 của cái mã này. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã 3 lỗ hoặc là mã 60 kèm màu. Nguyên có hồng, trắng, vàng, luôn. 4 tông màu cho cái mã này. Chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nhá. Vàng da cho chị Thúy Phan. Mã này á, vàng da Thúy Phan. Vàng nè, nu ấy, vàng với nu Thúy Phan, 60k hai con luôn. Rồi chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhá. 60k hai con. Nha, bao rẻ luôn rồi. Có coi được trên mấy không? Trên hội ấy, trên hội ấy, Thúy Phan trên hội ấy. Đây bóc màu cho chị này. Đen hồng vàng. Đen hồng vàng nu. Đấy. Nha, chị nào chưa có thì đây, tranh thủ lên luôn dùng đi nhé. Đen, hồng, vàng, nâu, trắng. À, có lên có màu đen nữa chị em mình nhé. Có cả màu đen nữa chị em mình ơi. Trời ơi. Có cả màu đen nữa. Quần lết riêng em đang không chị ơi. Quần lết riêng em đang không. Ở trên hộ, ở trên bếp như bị ẩn hả bà. Trên bếp mẹ không thấy nhảy comment luôn. Rồi chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên nhé.
vàng hồng cho chị phúc nail, vàng hồng cho phúc nail, vàng hồng phúc nail nè, vàng da cho Thúy Phan rồi đúng không? Rồi ai chưa có lên bao rẻ con này luôn, bao rẻ con này. Phúc nail của chị Phúc nail là vàng hồng, phúc nail vàng hồng 60k hai con. À, trẻ mình lên màu đi, chị Thúy Trinh Đặng ơi lên màu luôn giùm em đi, lên màu luôn giùm em, bộ đang mang từ từ trẻ mình không lên từng mã. Chị ơi lên màu nhé, toàn bộ trẻ mình lên màu, không có màu không chút được nha, lên phải lên kèm màu, từ từ bộ đang mang từ từ chị ơi, từ từ nha. Rồi ai chưa có lên luôn dùng nguyên bộ nguyên đang mang là 89k, đảm bảo không có ai có giá này, hai chữ xanh, đảm bảo không ai có giá này luôn. Cái bộ nguyên đang mang người ta đang bán 100 mấy một set. Nguyên lên trẻ mình 89k, chờ hôm qua cái mã ba lỗ đây nè, trẻ mình lên luôn dùng nguyên kèm màu luôn, dùng nguyên không có màu không chút được combo nha. Ba lỗ đấy không có màu chịu luôn, không có màu làm gì, lên màu chứ, hay là ưa màu nào cũng được, có thêm cả màu đen nữa nhé. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã 60k, 60k hai con. Khách nhà Nguyễn hỏi con này nhiều quá, nói thật sự là đợt này về 350 con mà giờ hiện tại còn tầm khoảng 200 con, bộ đang mang 89k sắp lên rồi, đã chọn siêu tiêu cũng còn ít lắm, đã đăng lên là khách hỏi nhiều, bốc hơi bị nhiều rồi, hay còn rất là ít rồi nha. Chị nào chưa có cái mã này cứ lên luôn dưỡng mã này, ở bây giờ mày cái điện thoại nó luôn lên đi, thì không thấy cái gì hết cho mày. Vàng chữ khác cũng được. Nói chung là chị em mình không chọn chữ nha, chỉ chọn màu thôi. 60k hai con nó bao rẻ luôn rồi. Chị nào chưa có thì lên nha, đang nhắn tin mà chị em mượn bộ vàng từ từ nhé, bộ vàng từ từ, bộ vàng từ từ rồi nha. À, rồi cho lên cái bộ đang mang luôn, cho lên cái bộ đang mang luôn, đen cho chị Khang An, đen vàng cho Khang An kìa, đen vàng cho Khang An, đen vàng cho Khang An. Rồi tiếp cái bộ đang mang, ok chọn xíu, xài 60k là chị em mình vẫn mau ok. Riêng cái bộ nguyên đang mang ở ngoài người ta đang bán vậy 100 mấy, nhớ luôn dùng nguyên, không phải hàng TC với hàng giả TC đâu, toàn bộ là cốt tông tàu giả nhiều mà. Chị em mình 60k vẫn mau ok luôn dùng nguyên nhé, không phải là hàng TC với giả TC rẻ tiền đâu chị em mình ơi, toàn bộ nguyên chạy luôn cho chị em mình nè, chắc nè, kéo cho chị em mình nè, chắc bao đã luôn, sai chị em mình 60 vi vô hết đây trước sau nha, quần này thoải mái luôn cho chị em mình đến 60k nha. Qua lên chị em mình màu vàng có bao nhiêu bộ cho lên với màu vàng này. 89k một bộ, nay là trẻ mình không nên bỏ qua mã này, 89k nhá. Ba lỗ đen vàng cho, đen vàng cho Khang An rồi, ok rồi này, cho chị Kim Khánh Lê có rồi đúng không, NT Thảo Văn chừa, trừ cho NT Thảo Văn rồi nhé. Bộ vàng cho Thanh Lai Nguyễn này, bộ vàng cho Thanh Lai Nguyễn đi, 89k bộ đang mang cho chị Lê Na combo 4 này. Thế vàng Nguyễn đang mang hả, đây nè, ủa cho ba bóc ở đâu rồi đó, hết rồi. À chà, ừ. À đây 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 đây, bên này bên này bên này bên này bên này bên này. Cho Thanh Lai Nguyễn nè, cho chị Trần Thị Thúy Kiều nè. Thanh Lai Nguyễn, Trần Thị Thúy Kiều. Nhà Thái, nhà Thái 89.000. Bộ này cho bé đâu chị? Em 50k, khách nhà em 60k vẫn mà ok, giờ hỏi cho bé. Vậy mình hỏi bộ này bộ bé trai nữa chứ. À, Trần Thị Thúy Kiều. Nha Thái, Nha Thái 89.000 bộ thôi. Chị nào chưa có tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhé. Combo 4 con này, trắng, vàng, nu, hồng. Cho chị Lê Na, cho chị Lê Na, cho chị Lê Na. Ba lỗ đen nu cho Phạm Hương, ba lỗ đen nu cho Phạm Hương. Ba lỗ lên luôn trẻ mình combo 2 con là 60k 2 con nha. Chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên. Không có tay dài đâu chị ơi. Ai mấy cái nữa. Lê Na 4 cái, trắng vàng nâu hồng, trắng vàng nâu hồng. Rồi ai chưa có mã ba lỗ lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhé. Của nó riêng con ba lỗ lên chạy mình giá siêu siêu rẻ luôn, siêu siêu rẻ luôn, có cả màu đen, không treo hết cả màu đen sau nữa chị em mình nhé. Đây màu đen của nó này, màu đen của nó này, màu đen, màu nu, màu vàng, màu trắng, màu hồng. Con này nó thật sự là bộ em bằng còn không còn chị ơi. Đây này chị em mình này, Lena, Lena Lena ba, 60.000 hai con. Bộ vàng cho NT Thảo Văn, bộ vàng, bộ vàng cho NT Thảo Văn, ngố từ từ chị ơi, lên từng mã một. Bộ vàng cho NT Thảo Văn, bộ em đang mang còn từ từ một đen nữa tại không thấy, ok thêm cho Lena một con màu đen nữa nè, thêm con màu đen cho nên Lena nữa. Trời nguyên đi combo hai con, thêm một bộ vàng nữa cho Thanh Lai Nguyễn nè, bộ vàng thêm cho Thanh Lai Nguyễn. Bộ em đang mang 89k, trẻ mình cứ đi dạo khắp. Hà Nguyễn nhận hàng rồi, đẹp lắm rồi, em cảm ơn chị Hà Nguyễn, trẻ mình cứ đi dạo khắp đi. Nguyên nói là riêng cái con
À, dạ không, size này 60kg đổ về thôi, không còn rộng hơn đâu. 60kg đổ về là mang ok. Khách nhà nguyên 62kg cũng vẫn đang mang được mà. Nguyên chốt lấy 60kg. Khách nhà nguyên 62kg vẫn mang con này ok mà. Mà nguyên lên luôn cho em cái dòng mà 60.000 hai con chạy ra chỉ có 30.000 một con. Hàng này ở ngoài trường người ta bán cho chị em 60.000 có, 70.000 có nhá. Nên là chị em mình tranh thủ. Bao nhiêu chị ơi, bộ em là 89.000. Chị em mình thấy ba lỗ này cho chị Thủy Phạm nè. Nu hồng đen nè. Thủy Phạm nu hồng đen nè. Nu hồng đen ba lỗ. Nguyên đi từ hai con nhá. Chị em mình mua một con là 33.000 con. Nhá, thích bóc con nào bóc. Thủy Phạm. Ba lỗ ha, cho chị trắng với vàng cho chị Xuân Hiếu, trắng vàng cho Xuân Hiếu. Trắng vàng Xuân Hiếu. Trắng vàng cho Xuân Hiếu. Rồi ai chưa có lên. Cái này không có túi đâu chị. Cái này không có túi à? Đâu. Hả? Ba cái tính đây. Thì cứ tính 30.000 có. Từ hai cái đổ lên là tính 30.000 có. Nha, đây cái mã nguyên đang mang. Nói chung là phone này rộng rãi thoải mái luôn. Cho Hiếu từ từ chờ em xíu nhé, cho chị Hiếu gì đấy. Xuân Hiếu. Xuân Hiếu trắng vàng. Xuân Hiếu trắng vàng. Cái em đang mang chờ em xíu xíu em đang lên đây. Đang lên nhá, toàn bộ chị em mình nhìn luôn dùng cái này là chắc cốt tông tàu. Chắc bao đã luôn, kéo cho chị em mình này. Không phải hàng TC với hàng giả TC đâu nha. Cực kỳ đẹp phải này, bao mát luôn. Cái này nhớ luôn dùng nguyên là chuẩn hàng cốt tông tàu nha. Mang lên chị em mình 89k. Hồng đen cho chị Kim Yến. Áo hồng đen chị Kim Yến. Rồi bộ nguyên đang mang sẽ lên các màu còn lại luôn cho chị em mình luôn. Chị em mình tranh thủ cái này cũng còn ít. Còn ít. Đây mã sao cũng nguyên. Nói chung là cái này có nhiều biểu chữ đẹp lắm. Nói chung là chị em mình chỉ chọn màu thôi, không chọn chữ nhá. 33.000 con, rất là nhiều chữ đẹp. Rất hồng là đen, nhiều chữ đẹp. À, Kim Yến hồng đen, ba lỗ cho đen trắng cho chị Mai Cỏ chạy chị em mình mua 30.000 con. 30.000 một con thôi, rất là rẻ luôn. Chị nào chưa có thì tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. Trắng đen ba lỗ cho chị Liên Nguyễn. Trắng đen cho chị Liên Nguyễn ba lỗ nè. Mai Cỏ là chị. Mai Cỏ là trắng đen luôn. Mai Cỏ trắng đen. Thôi ba ghi này, mai bóc đi cho nó dễ đi. Ghi lại mà còn ai chế ba, ba ghi lại cho bóc cho nó dễ. Vừa bỏ là bóc lâu. Không túi chờ, không túi đâu nha. Cho chị Bình An ok. Ok chị Thủy Phạm bộ em đang mang. Ok chị Thủy Phạm nhé. Ai chưa có tranh thủ lên nhanh tay đi chị em mình bao rẻ luôn. Nguyên nói thật sự luôn. Rồi lên luôn dùng nguyên tiếp. Tiên giá nhà Nguyên thì chị em mình khỏi phải lăn xăng. Màu nu cũng đẹp lắm chị em mình. Màu nu này cũng đẹp nè. Màu nu đằng sau nói chung là màu nu có nhiều nhiều chữ rất là đẹp luôn. Bộ đang mang cho Thủy Phạm. Thủy Phạm. Thủy Phạm rồi. Bình An này cho Bình An này. Bình An trên hội ba lỗ đen vàng. Em mới vừa lên ba lỗ đằng sau đây chị nè. Trắng đen của Mai Cỏ được của ai? Liên Nguyễn. Đây này chị ơi. 60kg là chị em mình mang ok con này luôn. Toàn bộ là những cái tông màu đẹp hết. Đợt hàng cuối cùng nha chị em mình ơi. Nên là chị em mình tranh thủ đi. Tại vì cái này nguyên về quá là nhiều rồi. Chạy không biết là bao nhiêu hàng. Nha, đây ba lỗ cho chị Bình An luôn. Đen vàng. Đen vàng cho Bình An. Đen vàng cho Bình An. Đây này. Bình An có vàng á rồi mà. Đen vàng có rồi đúng không? Đen vàng có rồi đúng không? Cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi là hồng đen. Hoàng Nhi là hồng đen. Rồi ai chưa có lên nhé. Chị em mình chỉ chọn cái màu thôi, không chọn cái chữ nhé. Lưu ý luôn dùng nguyên. Cái này cũng bao luôn cho chị em mình giá rẻ. Bao luôn cho chị em mình giá rẻ và cả sếp nữa. Sếp cũng như thế chị em mình thấy không? Hàng này hacker nó đi chạy cho chị em mình là trên 100.000 hết. Nguyên đây luôn chị em mình là 89.000 mà nhớ luôn dùng nguyên là hàng cốt tông tàu. Cốt tông tàu xịn nha chị em mình nha. Bao mịn luôn, co giãn thấm hút mồ hôi. À, áo ba lỗ đi mặc sướng lắm luôn. Rồi em cảm ơn chị Thanh Hồng nha. Rồi nhá, Nguyên qua. Tiếp cho chị em mình tông màu nữa. Chị em mình thấy cái quần đuổi đùi nhà Nguyên không? Đấy, chị khách chị bảo là chỗ tốt. Đúng hết gờ nó bán chị rất là luôn. Lên dĩa lên xe lắm luôn. Nguyên bán cho chị em mình con. Hai con là 70.000. Hai con là 70.000. Là cho chạy ra ba con là 105.000 đúng không? Nó bán tới 175.000 một set ba con. Đấy, mà chị em phải cắm đầu mua thôi. Hot girl nó bằng lên cái gì không đẹp. Thật sự chị em mình thực tế xíu đi. Mặc mấy bộ nhà Nguyên chồng khen có mấy bộ đồ mắc ghê. Bữa nay ba lỗ rẻ ghê. Ba gì? Có lấy thêm bộ hả? Đây thôi ba, hồi nãy 4 bộ đó. Không biết. Ba lỗ là 30.000 con đấy. Anh chạy 33.000 là đơn cuối cùng. Còn bao nhiêu là Nguyên tấm hết rồi. Nguyên tấm hết rồi. Lên nó luôn cho chị em ảnh này thôi.
chủ yếu thì cái chứ hot girl nó mang lên trẻ mình thấy cái gì nó không đẹp, vì cơ bản dáng nó cũng rất là đẹp, khuôn mặt nó cũng rất là đẹp rồi, nó mang lên cái gì trẻ cũng thấy đẹp hết đấy, nó ăn tiền chỗ đó thôi mà. Mình nói chung là túi tiền của mình vừa vừa, cũng có khác gì đâu, mới nói thật sự cùng lò ra hết. Đây này chị em mình nhìn nè, toàn bộ bộ hồng cho chị Đặng Yến Ly nè, mới nhận con đùi đuổi đẹp nè, rồi em cảm ơn chị Mỹ Hành Hồ. Em bán à, bộ hồng đang lên luôn trời, size 60 độ về là chị em mình chút đẹp, đẹp lắm chị em mình ơi. Đang hot, cái tay này dạo này da hơi dơ như xíu nè đấy, lai đồ lên cho bạn em không nhá, không nhá chị Lâm Anh Ly ơi. À, ba lỗ còn màu gì đây chị NT Thảo, NT Nguyễn, đây bốn tông màu và có cả màu đen nữa nè, thêm cả màu đen nữa, không treo lên màu đen, không treo lên màu đen đấy. À, ba lỗ cho chị Cà Na kìa, hồng đen cho Cà Na nè, ba áo ba lỗ chị Trâm lên lên cho em cái màu đi, lên cái màu chị em mình cứ yên tâm đi, mua giá nhà nguyên trẻ mình ngay. Cà Na bộ hồng cho chị Kim Ngân, bộ hồng cho chị Thủy Phạm, Cà Na bộ hồng cho NT Thảo Vân, cho 89.000 bộ hồng đó, bao nhiêu em lên 89.000. Thủy Phạm rồi ai nữa, Kim Ngân, Thủy Phạm, NT Thảo Vân, NT Thảo Vân rồi chưa, Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh cho chị Văn Hí, Văn Hí ơi lên thông tin cho em nha, khách mới lên thông tin cho em đi, NT Thảo Vân có bộ hồng rồi nhá, Nguyệt Ánh có rồi đúng không, NT Thảo Vân bộ em bạn đi, ok chị Sương Thu bộ vàng nguyên đơn mang, Nguyệt Ánh rồi nè, Văn Hí, Văn Hí, à. Văn Hí. Ê, NT Thảo Văn đó có để xanh vàng hồi nãy không? Hồi nãy chưa cho NT Thảo Văn những cái bộ mà NT Thảo Văn dặn rồi nhá. Tăng Hí ơi, lên thông tin cho em nhé. Chị Cà Na đã có rồi đúng không? Hai bộ. Ờ. Hai bộ. Cho ba lỗ á. 89 à, ba lỗ là 30k. Lên nó luôn cho chị em mình luôn. Còn quần đùi đuổi 2U 60kg à. Từ từ để em coi. 89k. Hồi nãy này trừ hai bộ trước này. Cho chị bộ hồng cho chị Lê Lài. Lê Lài, Lê Lài. Lê Lài bộ hồng cho Hoàng Nhi trợ 89.000. Chị em mình cứ yên tâm đi, nguyên bán nhiều khi là hot girl nó lên luôn chị em mình tầm nửa giá, bao rẻ luôn, giá nhà nguyên bao rẻ luôn. Cho chị hai con ba lỗ màu gì đấy, bị chặn rồi, bị ấy không thấy rồi. Ba lỗ màu gì vậy? Chị NT Thảo Văn lấy gì? Bộ hồng cho chị Trần Thúy Kiều, hồng cho Trần Thúy Kiều, hồng cho Trần Thúy Kiều 89. NT Thảo Văn là con màu gì đây, nó bị chặn biết em. Ba với vàng, ba với vàng cho NT Thảo Văn. Áo ba lỗ là 30k con, sướng chưa? Thế bỏ mấy bộ kia của NT Thảo Văn, thế bữa sau hay dặn trước Nguyên không chừa nhá. Ai mà dặn trước kiểu này là Nguyên không chừa nhá. Chứ hồng lên chút lại rất là mất công luôn ý. Rồi nhá, chị nào chưa có hồng lên hồng luôn, dùng Nguyên 89k. 89k. Trời ơi, cái hàng này đang hot nè. Mà Nguyên chạy luôn cho chị em mình toàn bộ là có tông tàu nhận hàng cho chị em mình kiểm tra hàng trước khi nhận hết. Nha, chị nào lấy cái này luôn chung mã hồng. Từ 40-60 chị em mình mang ok hết, cái này nó giảm nhiều. Để chị em mình với con quần toàn bộ chạy luôn cho dễ mình hàng xịn không chạy. Nguyên nói thật sự nhập hàng cái gì về mà hàng chỗ đụng mà hàng nói chung là không vừa ý là Nguyên đều sale hết. Chị em mình cứ yên tâm luôn, dùng Nguyên những con này chắc rất là đẹp, chuẩn là có tông tàu luôn, dùng Nguyên nha. Ai chưa có quần đùi đuổi á, hồng cho Nhung Lâm, hồng cho Nhung Lâm, thấy chị Hương Nguyễn rồi, cho hai bộ hồng vàng cho chị Hằng Nguyễn. Chị ơi, chị em mình mua hàng online mà chị em mình lăn xăng tiền ship nhưng mệt lắm luôn ý. Tới hồi chốt đơn rồi bảo tiền ship đắt rẻ hàng nhà Nguyên mà chị em mình đầu vào ship nó rất là mệt. Cứ như thế người ta thu bao nhiêu thì Nguyên thu bấy nhiêu. Đi tỉnh là 30 và nội thành Đà Nẵng là 15. Nha, chị em mình mua bao nhiêu cũng như thế hết. Đuổi đen CL à, đuổi đen CL để em coi còn hay không, nhiều chị chốt mà em chưa chốt hết. Nha. Rồi ok, chị nào chưa lấy bộ hồng lên bộ hồng luôn dùng Nguyên nhé. À, ba lỗ vàng ba cho chị Nguyễn Trâm. Vàng ba cho Nguyễn Trâm, bộ hồng lên luôn dùng Nguyên. Từ 40 60 chị em mình mang ok. Như chị đang làm chung với Nguyên là chị 62kg, gọi là mông to, mang cái này ok hết luôn, mang ok hết luôn. Quần đuổi đùi còn không còn ít, chốt ba lỗ chị Thảo NT Nguyễn có rồi chị ơi. Ba lỗ của em là 30.000 con luôn đó, Nguyên đang chạy 33.000. Chị Hiền Dương là có chưa bộ xanh rồi nhá, chưa cho chị Hiền Dương thêm bộ hồng, đây bộ hồng nè. À, cho chị 4 cái, em sợ không đủ á chị ơi. Em chủ yếu là còn cho chị Hiền Dương không giấu, Hiền Dương không giấu, em sợ không đủ đâu. À, cho chị Nguyễn Hằng 2 bộ rồi. Hiền Dương không dối. Cái này dặn không, 4 cái quần. Rồi ok, chị Lê Lài nè, lên cho em cả số điện thoại nhé. Rồi nhắn Nguyên qua cái màu này, còn màu gì cho mình lên với. Màu đen nè, màu đen. Đen Mickey à? Quần đen, bộ màu đen chỉ có đen Mickey thôi. Đen chữ nè, đen chữ trước nè.
đang chữ luôn dù Nguyên. Bao đẹp luôn, chị em mình tranh thủ đi. Giá nhà Nguyên mua chị em mình mua sát như là giá sỉ rồi đấy. Mua sát giá sỉ và bây giờ còn quan trên ít lắm. Và áo thun là lên chị em mình vài nghìn. Hôm bữa bán 33 nghìn. Nay coi nhà còn bao nhiêu lên gọn luôn chị em mình luôn. Giá 30 nghìn con. Nói chung là tính chay lây từng nghìn đấy. Người ta ăn lời từng chục nhưng tính từng nghìn đấy chị em mình nhá. Hay hỏi người nhiều kỳ là nhiều chị là bảo sao? Sao không tính 95 luôn đi mà sao lại tính 93? Đấy đã nói là nguyên tính chen từng nghìn đấy. Chạy là chạy số lượng thôi. Rồi lên luôn dưỡng mã bộ đen luôn dù Nguyên nè. Chị nào lấy đen lên đen luôn dù Nguyên nhá. Đen lên luôn cho dễ mình luôn, 89k. Ok chị Nguyễn Hằng rồi. Giống mẫu màu hồng luôn. Rồi ok đúng rồi đấy, bộ xanh giống màu hồng, để con lên bộ xanh luôn. Rồi ai chưa có đen lên đen luôn dù Nguyên, 89k. Bộ này màu đen, đây 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 màu đen đây. Khi nào đi đơn chị ơi, mai mai đi đơn. Nội thành Đà Nẵng là mốt chị nhận. Đang chữ cho chị cho hồng đào. Đang chữ này vô. Đang chữ cho chị cho hồng đào, đẹp lắm chị ơi. Giờ đang hot cái tay hơi dơ 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 nè. Đấy, đang hot cái tay dơ dơ nè mà toàn bộ chị em mình yên tâm là Nguyên chạy luôn cho chị em mình là chị có cốt tông tàu mình. Không có chạy hàng TC nhá. Nhiều khi những cái mã hàng hot là người ta hay nhái lại. Hàng TC, hàng giả TC nó rất là rẻ. Vậy nó rất là rẻ nhưng là mang bị thô nóng nha. Đấy, chị nào chưa có lên luôn dùng mã này là mã chữ đen luôn dùng Nguyên. Cho lên hết các màu đi sao. Chữ đen, chữ đen. Chị ơi thôi chút chuẩn cho em đi. Thứ có ít ít mà chị em mình cứ đổ đi đổ về Nguyên không chút được đâu nhá. Chị em mình lưu ý luôn dùng Nguyên từ từ chút 5-7kg ok luôn. Hả? Cho lên các màu luôn đi, lên hẳn một màu đi. Lên hẳn các màu luôn chị em mình chốt nhá cho nó dễ. Chị Nguyễn Lĩnh ơi tí xíu em coi còn bao nhiêu em chút. Đây em cầm rồi. Rồi nha, lên luôn cho hết cho chị em mình các mã này. Màu xanh này rất là đẹp nhưng mà còn ít. Khách nhà Nguyên cũng dạng màu xanh nhiều. Còn rất là ít nha. Ba lỗ phía sau cũng như là 30.000 con. Đây, rồi tất cả các màu luôn cho chị em mình. Bộ xanh cho chị Hồng Phụng. Còn hình mẫu, từ từ có hình mẫu không Nguyên? Chứ Nguyên đăng lên rồi kìa, có hình mẫu mà. Đang như em cầm rồi, ok. Mickey, đang Mickey cẩm tú cầu. Chị Nguyễn Hằng sau đấy. Chị Nguyễn Hằng sau đấy hồi nãy chốt cái gì? Chị ơi, chị chốt chuẩn cho đổ qua đổ về không chốt được nha. Màu đen chữ cho chị Cẩm Vân này. Đen chữ cho chị Cẩm Vân này. Đang chữ cho Cẩm Văn nè. À quên coi đang chữ hay đang Mickey đó, kiểm tra lại thử. Đang chữ cho Cẩm Văn, đang chữ cho Ngô Thắm. 89k chị ơi, 89k. Một cam nguyên hết rồi, cam hết nha. Hai bộ xanh cho NT Thảo cho Thảo NT Nguyễn. Hai bộ xanh cho Thảo NT Nguyễn. Không, em hết một cam rồi nha, hết một cam rồi. Đang chữ cho Ngô Thắm chưa? Rồi chưa, tại vì thứ có ít thôi. Thứ có ít. Hai xanh chữ cho NT Thảo Văn rồi, ok rồi. Trời 89.000. Từ từ cho chị hai áo ba lỗ sao chọn màu lên luôn giùm em nhé. Đem cái kia có rồi, 89.000. Chị em mình thấy những cái mã này mà đúng chuẩn chắc có tông tàu nè. Hà hot girl nó sẽ lên luôn cho chị em mình là trên 100.000 một bộ. Trên 100.000 một bộ, không đời nào bán hàng chục như Nguyên đâu. Không, không ai lượm lạc từng nghìn như Nguyên đâu. Cho chị cho hồng đào xanh chữ. Xanh chữ cho chị cho hồng đào. Xanh chữ cho hồng đào xanh thì chỉ có mỗi xanh cả xanh chữ xanh hình. Ok nè, xanh chữ rồi nhá. Mickey xanh, Mickey xanh có. Cho hồng đào có rồi. Mickey xanh, đấy ba cầm tay phải không? À xanh là chỉ có xanh chữ thôi chị em ạ. Mickey là vàng. Mickey vàng, Mickey đen nha. Lưu ý luôn dùng nguyên 89k bộ. Rồi ai chưa có lên luôn, mua lên luôn chị em mình nè. Xanh là chỉ có mỗi xanh chữ. Xanh màu xanh này chỉ có màu xanh chữ không, hai cái quần đuổi cũng được mặc với hai áo à. Xanh hồng cho chị Phúc Nail, cho chị Phúc Nail xanh vừa hồng chữ đi. Xanh hồng cho chị Phúc Nail ok nha. Còn bộ chị em mình cứ yên tâm đi ha, bán toàn là khách quen thôi. Khách nhà Nguyên không có đông đâu mà đa số là khách quen, đi là ngày nào cũng có đơn hết, quen rồi đấy. Chị nào lấy cái này lên luôn giường này chị em mình nhìn cái này. Ống bự, chị nào mà đùi to, không bự gì mang cũng được hết nhá. Chị nào chưa có lên luôn dùng mã chữ xanh nè. Chữ xanh nè. Chữ xanh, màu xanh này chỉ có mỗi mã chữ thôi nhá. Xanh chữ nè, vàng nè. Vàng Nguyên có vàng Mickey nè. Và vàng chữ như Nguyên đang mang nè. Xanh chữ á, xanh chữ em ơi. Đây, xanh chữ đây chị cho hồng đào nè. Đây, đẹp lắm chị em mình ơi. Này chị em mình cứ yên tâm đi. Với giá 89.000 nha. Như cái set hôm qua đây chị em mình 93.000. Bao nhiêu chị hỏi sỉ. Tại vì chị em mình nhiều chị không ra sỉ được cái giá 93.000 đấy. Nhiều chị hỏi sỉ không đâu có đâu. Về không đủ trả. Mà online lẻ luôn chị em mình là 93.000. Vì hàng ngoài thị trường người ta vẫn chạy 139.000. Đấy, được chưa? Từ từ, có 3 chữ em không nhá. Rồi vàng Mickey. Nguyên đăng lên luôn chị em mình là 89.000. Vàng Mickey nè, vàng có hai kiểu nè. Vàng Mickey nè và vàng chữ như Nguyên đang mang. Đây nè.
Đây, vàng Mickey và vàng chữ 89.000. Đen cũng đen Mickey và đen chữ nha, đen qua hết một lượt luôn cho chị em mình coi. Hồng cũng như thế à sao? Hồng cũng hồng Mickey và hồng chữ đúng không? Hồng có, chỉ có hồng chữ. Hồng hồng chữ nè, hồng và xanh là chỉ có chữ nhá. Hồng và xanh là chỉ có chữ. Đen đen có ha, đen cũng đen chữ đúng không? Đen chữ với đen Mickey. Đen chữ và nói chung là chỉ có đen với vàng là có hai kiểu, kiểu chữ và kiểu Mickey. Trời, từ 40 đến 60 chị em mình mang ok hết. Tem xanh chữ cho chị Cẩm Vân. Tem xanh chữ cho chị Cẩm Vân. Chị nào tên Thảo Vân có rồi. Đen xanh chữ à. Quảng Nam á, ngày mai em đi Hàn Quốc thì nhận được. Nào tên Thảo Vân. Hả? Nào tên Thảo Vân có rồi. Cho Thảo Vân à. Nào tên Thảo Vân có rồi. Quảng Nam lên chị em mình 89k. Đâu, thêm xanh cho chị Cẩm Vân. Cẩm Vân, rồi nguyên qua nhé. Qua mã này đi chị em mình thôi. Nói chung là chị nào không mua cái mã này tiếc. Nguyên nói thật sự luôn. Với cái chất đẹp nè, bằng chị em mình mua hàng sồn sồn ngoài chợ. Giá 89.000 bằng chị em mình mua hàng sồn 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 ngoài chợ thôi. Nha, đang chữ cho chị Lan Phương. Đang chữ cho chị Lan Phương. Đang chữ kia chị Lan Phương, cái này có mấy cái? Bộ này có bao nhiêu bộ, lên nốt luôn đi. Chị ơi, ngày mai đổi đi. Chị em mình đừng có đổi gì trên la hết. Ngày mai chốt đơn, chị hỏi lại giùm em còn chị đổi không hết thôi. Nha, chứ giờ em trên la em vừa like mà vừa đổi rất là mệt. Đấy. À, cho chị hoa phượng 4 mùa, một xanh chữ, một vàng chữ. Ok nha, chị hoa phượng 4 mùa lấy hẳn thông tin cho em đi. Lên hẳn thông tin cho em đi. Có rồi nha chị ơi, bộ xanh chữ đây chị cho hồng đào nè. Rồi hôm qua cái mã này nhá, vẫn cũng quá chị em mình vô trang cá nhân, còn cái nào chị em mình đặt cái đó nha. Vẫn còn rất là ít nha, ai chưa có thì tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng em. 89k. 89k xanh chữ đây nè. Coi lại một lượt nữa nha, qua một lượt nữa thôi, chị nào đặt cái gì đặt nha. Xanh chỉ có xanh chữ. Không có xanh Mickey nha, xanh chỉ có xanh chữ. Được chưa? Hồng chỉ có hồng chữ. Hồng chỉ có hồng chữ. Hồng chỉ có hồng chữ. Được chưa? Xanh chữ, hồng chữ. Rồi cái gì có một mão nữa? Xanh chỉ có xanh chữ đúng không? Hồng chỉ có hồng chữ. Thôi chữ ngẫu nhiên đi. Hai kiểu chữ đi. Rồi đen chỉ có, đen thì có hai kiểu, đen chữ và đen Mickey luôn. Rồi vàng cũng như thế. Xanh chữ cho chị Ngọc Huyền Hình Thị 89.000. Ai không mua tiếc thôi. Từ từ xanh chữ gom chung với chị Sương Cao. Ok. À, có rồi chị ơi. Ai? Cho chị Phương Phạm. Phương Phạm xanh chữ. Lai Lê có rồi nhá. Lai Lê là bộ xanh. Lai Lê hay Lê Lai? Lê Lai. Lê Lai. Lê Lai. Lê Lai. Lê Lai. Sái Gia Linh chữ xanh. Thôi đi qua mã này đi chị em mình ơi. Qua mã này nhé. Chị nào chưa có tranh thủ lên luôn dùng nguyên đi. Nó rẻ, muốn nói thật sự luôn. Những cái mã bộ chạy luôn cho em mình. Bộ hàng hot nè mà lên luôn cho chị em. Hai đen chữ cho chị like đặt. Hai đen chữ cho chị like đặt. Hai đen chữ à. Hai đen chữ chị like đặt. Rồi nha. À, nhưng mà cái mã này cũng chưa soạn hết cho khách đây chị em mình ơi. Thiệt là cái mã này cũng chưa soạn hết cho khách đây. Nhưng mà giờ kho nó đang hết hàng rồi. Ba chị em mình hỏi đây nè. Là cái mã này nè. Khách nhà Nguyên cái này thật sự, cái này không bao giờ nó đi, Nguyên cũng không phải tìm tòi gì đâu. Nhưng mà ok nhá chị, hoa phượng 4 mùa. Chị Sái Gia Linh có xanh chữ chưa? Dạ. Sái Gia Linh xanh chữ, đen chữ cho chị Ngọc Huyền Hình Thị. Là hai cái đúng không? Ngọc Huyền Hình Thị đen chữ luôn. Rồi ok nhá. Đây dạ mình nhìn nè. Khách nhà Nguyên là bảo về thêm kem, nhưng mà ngày hôm qua vậy á, kem xị bốc hết rồi. Còn hai tông màu này. Mà hàng này hot girl, đúng chuẩn hot girl nó bán. Đây chị chụp luôn cả màn hình, chị up lên luôn cho em là 175.000 ba con, vẫn là ba size SML. Nhưng mà khách cắm cuối comment luôn. Chị em mình không biết ở ngoài thị trường người ta bán bao giá bao nhiêu. Chỉ biết là con này hot girl, nó bán đồ đẹp. Thật sự luôn, nó ăn ở cái dáng đẹp, cái mặt đẹp ấy. Nha, đây chị em mình nhìn nè. Mã này thì cũng lên luôn chị em mình là 70k 2 con. 70k 2 con nhá. Size S nhưng mà size L vẫn còn mỗi màu đen mà hình như là hết size L rồi đấy. Cái này hết sạch, gần như là hết sạch rồi. Còn nợ nhiều khách chưa trả cái mã này. Đây nè, để chị em mình bảo nó điêu. Mã này Nguyên vẫn đang chạy. Như chị bảo là câu view, câu like. Nguyên vẫn bán như chị em mình giá này mà. Tham giá này. Đây nè, mã quần đuổi Zara này nè. Nguyên vẫn đang có như chị em mình. Về hôm qua về bỏ sỉ còn ít, còn đúng được hai màu này thôi. Khách bảo là về thêm màu ấy. Nhưng mà Nguyên đang kho, đang hết hàng rồi nha. Đúng là tính chạy luôn cho chị em mình là chạy từng nghìn ấy. L chỉ còn màu đen thôi chị Tâm ơi. L chỉ còn màu đen thôi, không đủ đâu. Cho chị bộ xanh này kìa, cho chị Phụng Như Nguyễn kìa.
mỗi lần xem là 2-3 bộ mới chịu. Xanh chữ size L còn mỗi màu đen thôi chị Nguyễn Lĩnh. Xanh chữ có Mickey nữa nè. Phụng gì? Phụng gì? Đây nè, bên kia kìa. Phụng gì? Phụng Như Nguyễn. Phụng Như Nguyễn. Đen xám size S cho Minh Lê là cái mã này đúng không? Chị em mình ơi, cái size L nguyên chỉ còn mỗi màu đen mà còn có mấy cái không chị em mình, chờ vài bữa đi. Muốn hết sành xanh rồi. Khách nhà Nguyên lên bóc. Chờ mang size S cũng được ấy. Em mang size S là rộng rãi luôn. Thế để chị em mình kêu là bảo không có hàng, nó làm màu. Không chạy nhiều lắm luôn ấy. Cái này sĩ nhà Nguyên có nhiều. Size L hết rồi đấy. Đây để nhiều nhiều chị bảo Nguyên là làm màu. Tại vì cái này cũng về nhiều lắm luôn. Sẵn đang có hàng vậy, câu like câu view gì đó. Nhưng mà hết size L rồi. Quần của em á, CS là có nè, CS là có nè, cho chị Thúy Đặng Dương là có CS nè, Kỳ Cẩm Văn cũng có, CM có nè, riêng nhà CL là không còn rồi. Minh Lê cái này ba ghi lại đi, ba ghi lại đi, rồi Nguyên qua mã này luôn nha chị em mình, qua nhanh thôi, vì này không đủ đâu, cái này không đủ. Set lên rồi đấy, đang CS cho Trinh Trinh, đang CS là có. Thì chị em mình mua quá rẻ, mua một con là 39 nghe mới vô, mua một con là 39k và mua hai con là 70k hai con. Thúy Đặng Dương là lấy cây. Đang xây lời cho Hồng Đào này. Thúy Đặng Dương hai con, hai cứ ghi 2S đi. 2S mình còn hai màu thôi. Cẩm Văn là 2M. M tầm khoảng 57kg đổ về. Form này bự, form này bự chị em mình cứ yên tâm. Form này bự. Rồi nhá, chị nào chưa có thì lên. Đang S cho Trinh Trinh. Đang S cho Trinh Trinh. Không. Mang xe S cho chị Cẩm Văn ơi. Em 50kg em đang mang xe S mà. Chị em mình đừng có ham xe bự. Đừng có ham bự L đen cho chị Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn. Thôi CL cũng không nhận đơn nữa, mình sợ không còn. Có set quần kaki à? Quần kaki á. Quần kaki nguyên không? Giờ không có quần kaki. Nha, từ từ. Còn 60kg à? CL chắc em cũng hết rồi. Quần u mì chị Lưu Luyến nhận được chưa? M xám cho chị Tâm Nguyễn. M xám cho chị Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn nãy là đen. Tâm rồi. Trừ M xám đi. Cái ghi M xám đi mai chút lại. Hai cái đen xé cho Trinh Trinh. Hai đen xé cho Trinh Trinh. Rồi nha, qua đi chị em mình ơi, cái này nó không còn đủ để trả chị em mình. Để Nguyên canh thử tầm 3 ngày nữa thử ra đợt hàng mới hay không, chứ còn bao nhiêu là Nguyên tấm hết rồi đấy. Bao nhiêu là Nguyên tấm hết, nhưng mà sĩ nhà Nguyên tại vì mã này nó cũng đang hot. Chạy nhiều quá. Rồi nha, qua. Đang có cái này nhưng mà cái họa tiết này nó đẹp này, lên nó luôn cho chị em vì có cọc này thôi. Cái mã hồng này có cọc rồi thôi, để con lên luôn cho chị em mình nốt luôn. Để qua mã mới. CS ok chị Cẩm Văn. Cẩm Văn là CS tôi sẵn nghe. Cẩm Văn là CS. Từ từ. Chị gì đây? CS gì đây? Cho chị Cà Na đen CS. Không chị ơi, hết CL rồi, em không chốt CL nữa nhé. CL khách nhà Nguyên ngày hôm qua là 62kg vẫn mang được. Lên nhiều người lên phát luôn mấy con vì nó quá là rẻ luôn. Đấy cũng là hàng Zara. Hàng Zara. Đơn chị đi chưa? Đi rồi chị Xuân Thu ơi, đang xé cho chị Lê Quyên. Lê Quyên đang xé cho Lê Quyên. Rồi Nguyên còn cái cọc này đẹp nè. Cái cọc này đẹp nè. Cái chữ này có hai cái màu này đẹp. 30k con luôn. 30k con. Nha, chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùm Nguyên. Nha, cái này Nguyên còn nè. Chị nào lấy cái này luôn cho mã chữ đỏ luôn dùm Nguyên. Riêng cái trời này mà chị em mình đúng rồi. Mua con này. Phát với con quần đuổi màu đen hợp gu. Con quần đuổi màu đen để hợp gu. Mua con áo 30.000, mua con quần 35.000. Ra set mang ở nhà vi vu qua cả của mùa nắng nha. Ok, chị nào chưa có. Hai đen xây mờ cho chị Lục Tăng. Bộ đang mang là 89k. Bộ đang mang 89 nhé. Rồi ai chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng Nguyên nhé. Ai chưa có thì tranh thủ ba đăng cái này. Điện thoại này là ba đăng vô bản gì Facebook ai. Rồi ok, để chia sẻ phát nữa đây nè. Rồi lên mã nữa nha. Qua mã nha, qua mã chị em mình ơi. Rồi qua mã nha. Chị nào lấy cái này. Chữ đỏ cho chị Sương Thu. Chữ đỏ cho chị Phúc Neo có từng này con thôi. Chữ đỏ nổ. Đây nè, chữ đỏ nè. Sương Thu nè, Phúc Neo nè, Lan Phương nè, 30.000 con luôn. 30.000 con, ai chưa có tranh thủ chốt xài 40-60 chị em mình mau ok. Từ 40 đến 60 có màu áo. Màu áo có cánh nè, có chị ơi, có nhé. Rồi ai lấy chữ đỏ này đẹp nè. Chữ đỏ cho Cẩm Văn. Chữ đỏ cho Cẩm Văn.
Cái Nguyên nói rồi, hết cái đợt này là không có hàng nữa, không chạy nữa vì chạy nhiều quá rồi. Nhưng mà khách cứ hỏi thôi nha, trời nào chưa có lên. Ai nhận được cái mã này về cũng ba lỗ suốt. Chữ đỏ cho Lê Nguyên, Lan Phương có rồi. Rồi ai chưa có chữ đỏ 30k con thì này quá bèo luôn rồi. Quá bèo. Thôi là nhịn ăn đi. Mua nhịn ăn vừa đẹp, ốm xuống cho nó đẹp mà mang hàng đẹp nữa nha. Chị em mình nhịn ăn đi để mua hàng đẹp nha. Rồi ai chưa có lên luôn Đường Nguyên chữ đỏ nè. À, vàng Mickey cộng hai quần đen CS cho chị Hiền Đỗ. Vàng Mickey cộng hai quần đen CS cho chị Hiền Đỗ. Hiền Đỗ. Chữ đỏ cho chị Lê Ngăn. À Kim Ngăn lộ, Kim Ngăn. Ok cho Kim Ngăn. Rồi nhá, chị nào chưa có. Chị ơi, chị Phụng Như Nguyễn. Em đang lên luôn chị em là 30.000 cái. Hay chị em mình cứ đi dạo này, người ta có thể bán cho em mình 5-60.000 là chuyện bình thường. Đấy, chỗ nó bèo nó bán cho chị em là 49.000. Chỗ nào nó bèo nó bán chị em 49.000. Cái nào chị em mình thấy để ý nè, muốn bán bao nhiêu đợt nhưng mà chưa đợt nào cũng up lên trang cá nhân hết. Đấy, chủ yếu là bán trên live thôi nha, cho chị Phụng Như Nguyễn chữ đỏ. Phụng Như Nguyễn chữ đỏ 30.000 cái chị ơi, 30.000 gọn luôn nha. Chị nào chưa có chữ đỏ lên chữ đỏ luôn Dùng Nguyên nhá. Chữ đỏ Kim Ngân rồi đúng không? Rồi lên luôn Dùng này. Qua nhá, qua cái mã này. Từ từ lên áo cầm đi em. Em lên rồi đây, treo đằng sau này chị này. Em treo hết các màu đằng sau rồi nè. Hay chị bình thường trẻ mình chọn màu thôi. Nhưng mà cái màu này nó, cái chữ này nó đẹp, nó lên trước. Lên trước 30.000 con. Rồi cái này lên mã chữ vàng. Nó mix cái màu đẹp chưa? Nó mix cái màu đẹp chưa? Lên mã chữ vàng luôn Dùng Nguyên 30k con. 30 con. Áo cánh à, từ từ chờ em xíu đi, chờ em xíu. Chữ đỏ rồi chốt với áo khoác hồi Thu Đặng Thị à. Ba lỗ phía sau em đang lên 30 đây chị ơi. À, thêm một cái chữ đỏ cho chị Thu Đặng Thị này. Chữ đỏ cho Thu Đặng Thị này sao? 30k cho Thu Đặng Thị. Rồi nha. Rồi lên cho mã chữ vàng. Chữ vàng 30. Em đang lên 30k nha. Chữ vàng cho Nguyệt Phạm. Xem quần gì chị, em đang lai áo mà. Em đang lai áo mà sao lại xem quần? Em đang lai áo 30k. Con này dòng của nó là đuổi lụa, mang bao nhạc. Ờ, Nguyệt Phạm. Kim Ngân. Kim Ngân. À, nô chữ vàng cho chị Phùng Kim Nguyễn. Phùng Kim Nguyễn. Rồi ai chưa có chữ vàng? Màu nâu và màu hồng à. Chữ vàng cho Phúc Neo. Phúc Neo. Không phải. Chữ vàng. Ôi trời, lộn. Hết chữ vàng rồi. hết chữ vàng. Lộn rồi. Không phải, bỏ xuống đi, lộn rồi. Chữ vàng hết rồi. Chữ vàng đây nè, hết nè. Cái cho Phùng Kim Nguyễn trước. Phùng Kim Nguyễn trước à? Hết cái kiểu nó rồi chị em mình à. Hết cái kiểu chữ vàng nó rồi. Có cái chữ vàng này cũng đẹp nè mấy tình yêu. Nó 30k, mang qua cả cái mùa nắng. Dạ. Tại vì sao? Em không định chạy nữa, em chạy nhiều quá rồi. Kho nó bảo là còn 350 áo. 350 áo chị bỏ lỗ luôn. Đó, xuống được 3.000. Xuống được 3.000 là Nguyên xuống 3.000 hẳn luôn. Nên là chị em mình cứ yên tâm, cái này là cuối mùa rồi nè. Nói chung là còn 350 áo mà Nguyên về Nguyên chia sẻ hết rồi, còn hình như là còn được à. Hồi chiều là chị nó bốc 150 áo, còn 200 áo thôi. Đúng 200 áo lên luôn chị em mình. Nguyên chị em mình cứ yên tâm là Nguyên ôm được sale được từng nào là Nguyên sale cho em anh giá đó nhá. Nên là chị em mình cứ yên tâm là sẽ mua được hàng rẻ. Bộ mang còn, còn đó chị Việt ơi lấy đi. Hình mẫu anh trang cá nhân kìa mà 89.000 bao rẻ luôn. Đi dạo thị trường đi, người ta bán cho chị em mình bèo nhất là trên tiền trăm một con, một set nha. Chữ vàng ba lỗ em hết cái mã đó rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã nu đi. Phút neo hình như không được. Cái này hình như không được. Chữ này cũng đẹp nè. Mã nu này cũng đẹp nè. À đây. Chữ vàng này nha, chị em mình từ 40-60 chị em mình ok hết. 40-60 em ok hết. Từ 40-60 là mang ok hết. Chị nào lấy cái này lên cho mã nail này. Nó được có từng này con thôi này. Được từng này con thôi. Dán lên chị em mình 30.000. Chị nào lấy cái này lên cho mã nail nu 30k nát luôn. Ai lấy nail nu lên nail nu. Mà nâu sau lưng. Từ từ ba lỗ hồng nâu sau lưng cho chị Ánh Trinh. Ánh Trinh đây ok rồi. Hồng nâu. Thôi chị em mình không chọn chữ nha, tại vì những con này chữ đẹp cũng lên trước. Hai vàng, hai hồng, hai xanh chữ à. Cho chị Ánh Trinh. Ờ, nu đấy. Hồng với nu ấy. Em like vợ rồi nhá chị Kiều, Kiều Thu Trần ơi. Mã độ bộ em đang mà 89k cho chị Việt này. Hai vàng, hai hồng, hai xanh. Còn bộ là chữ.
hai vàng hay xanh chữ chắc là hết rồi đó chị ơi. Xanh thì hiện tại em còn xanh hình thôi. Rồi qua cái mã này, màu nu này đẹp nè. Ai chưa có lên luôn vui nhá, nu. Ôi thế chị em mình ơi, răng lên luôn chị em mình 30.000 đây. Chữ là còn có một vàng à. Hả? Chữ là còn một vàng thôi chị Việt ơi. Một vàng hồng. Xanh. À? Xanh. Xanh hết chữ rồi đúng không? Xanh hết chữ rồi còn xanh hình thôi chị ơi. Hết nhá, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Qua mã cho chị em mình ơi. Bỏ qua cái mã này. Qua nha. Rồi tiếp luôn cho chị em mình con này. Cái con này là ngang ngửa với cốt tông thái luôn ấy. Riêng cái này là ngang ngửa với cốt tông thái. Chị Việt ơi không đủ nghe. Được có 3-4 bộ thôi. Được 3-4 bộ thôi. Màu hồng, màu đen, vàng, xanh từng đó màu thôi. Đi đơn hôm qua đi. Đi giùm chị nha. Ok chị ơi, ok nhá, qua mã đi. Qua mã nhá, áo trắng phía sau là 33.000. Bao rẻ rồi, ba lỗ một đen một trắng gột đơn cho chị Thúy Đặng Dương. Một đen một trắng cho chị Thúy Đặng Dương, à, Thúy Đặng Dương. Rồi nhá, qua đi. Ba lỗ còn, ba cứ ghi lại đi. Lên áo cánh không, chị chờ mua có chứ. Nhà nguyên áo thun không thiếu. Nhà nguyên áo thun không thiếu. Rồi nè, con này bao bao xinh luôn nè. Ngang ngửa như thun thái luôn mấy chị em mình ơi. Con này ngang ngửa như thun thái, con lên luôn chị em mình con này nè. Chúc lên luôn dũng này. Lưu Thanh Huyền. Lưu Thanh Huyền đi chưa xã? Chịu luôn chị em mình ơi. Chốt đơn ok là đi rồi chứ nguyên không ấy đâu. Thanh Huyền đi rồi. Chịu luôn. Áo hồng và xanh, cái gì đó chị Nguyệt Phạm ơi. Ba lỗ có đen chứ, có cả đen nè. Có cả đen. Nói chung là từng này màu thêm màu đen nữa. Là 5 màu. Đấy, 5 màu. Có thêm cái màu đen, ai lấy màu đen chút màu đen nhá. Rồi qua. Qua đi chị em mình ạ. Rồi lên luôn chị em mình mã này, sai chị em mình lấy 65 cái bạn mau ok. Ngang ngửa như là thun thái. Áo đang mặc, cái này cũng đen lên luôn chị em mình là nguyên set chị ạ. Có đen đấy chị Thắm ơi. Có đen với chị Ngô Thắm nhé. Rồi lên luôn chị em mình mã này. Lên bán chị em mình con này 39k. Về chưa kịp up luôn. Về chưa kịp up. Chị về 500. 500 mà giờ đây còn đây tầm khoảng 3, chưa tới 300 đâu. Chưa tới 300 đâu. Đợt này á, khách chạy áo thun sướng luôn. Nè chị em mình nhìn nè. Toàn bộ hàng đẹp, ba lỗ đen cho Ngô Thắm nè. Nhận hàng khi chiều đẹp lắm Nguyên ơi. Rồi em cảm ơn chị Văn Thanh nha. Chị em mình mua hàng rẻ đẹp nhớ chia sẻ cho Nguyên nè. Lên luôn cho chị em mình con này luôn. Ai nhận hàng con này chưa? Có chị nào nhận con hàng này chưa? Với cái giá 39.000. Chị em mình đi ra ngoài mua phải là rẻ hơn một nửa. Rẻ hơn một nửa, lên cho chị em mình 39.000. Bè nhất chị em mình mua con này 70-80.000. Bán tặng luôn cho chị em mình con này 39.000. Size này chị em mình đến 62 cao 65 vẫn mau ok. Nha, 62 cao 65 vẫn mau ok. Ba lỗ trắng cho chị Thu Thủy nè. Ok, chị Thu Thủy tên hội nè. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Mã này là màu hồng tím dùng Nguyên nhá. Tặng 39k luôn dùng Nguyên, bao rẻ luôn. Cái gì ôm được hàng sale rẻ xíu lòng lên luôn cho chị em mình là giá siêu sướng luôn. Cái này là giống như chị em mình đi mua sỉ rồi. Mua 1-2 cái cũng được giá sỉ rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã tặng hồng tím, màu hồng tím, màu hồng nhạt ấy, 39k. Giống ngang ngang ngửa là hàng thun thái rồi. Chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nè. Ba lỗ hồng. Màu hồng à, từ từ ba lỗ hồng đen nha chị Nguyệt Phạm. Nguyệt Phạm. Cái này không phải trắng nha. Từ từ, chị Lam Uyên hình như là mới xả đơn đúng không? Chị Lam Uyên làm. Em thấy hồi chiều cũng chị Uyên mà gọi chốt đơn mà để miết cái xong không xả đơn. Không phải à. Ok chị Lam Uyên nè. Cho chị Sương Cao nè. Lam Uyên nè, Sương Cao nè. Ok chị Lam Uyên, không phải màu trắng nha. Màu này không phải màu trắng đâu. Màu này là màu hồng tím ấy. Hồng nhạt nhạt mà tím nhạt nhạt. Nó pha chung ấy, đẹp nha. 39.000, hai con cho chị Việt. Hai con cho chị Việt. Rồi ok chị. Ba lỗ là 30k. Cho hồng đào hồng tím 39k, đang cầm hình khác không? Không 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 có hình khác đâu chị ơi, chỉ có màu khác thôi. Chỉ có màu khác rồi, lên chị em mình 39.000 ok chị rồi. Nha, cái này cũng lên rồi, mang rồi. Cái chị em mình cứ yên tâm đi. Thật sự mà giờ đi thử từng con nó rất là lâu. Đây nhà Nguyên cả rất là nhiều mã mà thử từng con rất là lâu, chị em mình nhìn cái chắc luôn dùng Nguyên đi. Không phải nhiều khi là chị em mình mua lần đầu tiên mua nhà Nguyên hàng 39.000.
chắc này nó chả ra gì đâu. Mua về chắc mang không được đâu. Bà chị em mình đây nè, nha, size này. Ok chị Lam Uyên nhá. Lưu ý luôn dùng nguyên con này đó, chị em mình lấy 62 cao 65 vẫn mau ok. Mà cơ bản là lấy chị em mình giá 39.000. Giờ mình phải đi ra này rẻ gấp đôi. Sẽ lướt dùm cái Facebook gì mà sẵn nè. Bên này nó đứng miết cái like, cái comment của chị Thủy Phạm nãy giờ luôn. Phút qua phút lại phát này. Rồi này. Rồi ok. Ba lỗ là 30k chị ơi. Ba lỗ là 30 nhá. Chị nào lấy ba lỗ lên ba lỗ luôn dùng nguyên. Ba lỗ là 30k. Nha, đọc đi đọc nãy giờ bao nhiêu lần rồi. À, cho chị Hồng Tiến, cho chị Phụng. Phụng Như Nguyễn, Hồng Hành Nguyễn hai cái trên hội này. Hồng Hành Nguyễn hai cái trên hội. Phôn con này bao đẹp luôn. Để coi có cái con gì quần đùi 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 mang cho trẻ em mình. Mix lên cho trẻ em mình xem. Đẹp lắm, phôn bự nữa, được cái phôn bự nữa. Đây này chị em mình. Cái nào mix với chăn váy, mix quần đùi gì cũng đẹp hết nha. 39k con, chị nào chưa có tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhá. Mà hàng tặng hai lớp trong này. Chị nào lấy mã hồng tím lên hồng tím, còn một con hồng tím. Cho lên màu khác đi cả, coi còn màu gì rồi đó lên nó nốt luôn. Ba lỗ em đang mang đang chơi sao rồi, đủ 5 màu, chị nào thích cái màu nào chút màu đó. Vàng cũng đang lên chị em mình là giá 30k một con nha. 30k một con, hồng tím cho chị Ái Văn Ngô. Hồng tím cho chị Ái Văn Ngô. Về đợt này đợt cuối cùng. Đợt này đợt cuối cùng rồi. Nên là ai chưa có tranh thủ lên luôn dùng nguyên. Nha, hồng tím rồi ok rồi. Rồi cho lên màu gì đây? Màu xanh nhạt. Chút lên xanh nhạt, đừng bỏ hết, đừng bỏ lên nó chặt cái bàn. Chặt cái bàn. Rồi nha, lên luôn dùng miếng này. Ba lỗ đen cho hồi chút. Ba lỗ đen cho hồi chút. Màu gì đây, màu xanh nhạt. Comment mã xanh nhạt 39k. 39k bao rẻ luôn quý chị em mình ơi. Chắc sướng, siêu rẻ luôn. Rồi lên những mã xanh nhạt luôn dùng nguyên. Được từng này con xanh nhạt. Em ở trên đường Hoàng Văn Thái. Chị ơi, chị Hồng Hành Nguyễn lên cho em cả thông tin luôn dùng nguyên trên like nhé. Comment luôn dùng nguyên kèm luôn cả thông tin trên like giúp nguyên nha. Nhớ lên cả thông tin luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn những mã này mã xanh nhạt. 39k xanh nhạt. Hồng tím có rồi chị ơi. Đây này, đây là cái màu hồng tím này chị em mình nhìn cái đồ coi vậy. Nhiều khi là chị em mình nghĩ 39.000 con này bán này chỉ được hàng thô thôi, hàng khô, hàng tí si thôi. Không nhá, toàn bộ có tông tàu miệng hết. Đây này chị em mình nhìn cái độ co giãn là chị em mình thấy nè. Đấy, mà trao hẳn một con áo. Rồi lên lưu dưỡng mã nè. Cái này hình chiếc dài xanh đi. Chị nào lấy dài xanh lên dài xanh. Mình ở trên đường Hoàng Văn Thái cho em lấy xe chị ơi. Nha, lên lưu dưỡng mã dài xanh, hồng tím hết. Hôm qua mới chốt 33 em đã nói rồi. Thế chị em mình lại kìa. Không, nó sale dùng nguyên. Tại vì kho báo là em ơi chị còn nốt 350 cái em trả nốt luôn cho chị. Chị để luôn. Chị để luôn. Đấy, gọi là sale được 3.000 là nguyên sale xuống cho em mình 3.000. Ấy mà hồng tím đấy. Hồng tím đây cho chị Nguyễn Tiết bỏ xuống đi. Cái kiểu ha. Kiểu khác à. Hồng tím nhưng mà hình như là hình cô gái nè, cắt ra sao? Hình cô gái nè. Rồi nha, chị nào lấy xanh nhạt luôn dùng nguyên. Và cắt đi bỏ hết lên này nó chặt bàn lắm ơi. Cái bàn có siêu siêu mà bỏ hết lên đi bàn luôn. Xanh nhạt cho chị tôm suri. Ok nhá chị Hồng Hạnh Nguyễn. Nói chị em mình cứ khách mới cứ lên cả thông tin luôn dùng nguyên. Xanh nhạt này hình chiếc dài nè. Nguyên nói rồi, 33.000 trẻ mình cũng mua rẻ hơn ngoài thị trường rồi. Nha, trẻ mình cứ yên tâm thì là trẻ mình không mua được mã này sale thì mua được mã khác sale. Nguyên nhập được, về sale được một ít là nguyên sale tuy là không nhiều. Nhưng mà sale được bao nhiêu lần bán cho em, cho chị Cô Rung Nguyễn. Chứ dư sức bán cho em mình 33.000 giá bình thường chứ có gì đâu. Nguyên lại được thêm 3.000. Nhưng mà không. Nha, sale ôm được hàng sale xíu nữa là nguyên bán cho em sale xuống thì chị em cứ yên tâm. Rồi chị nào lấy xanh nhạt lên xanh nhạt luôn dùng nguyên. Xanh nhạt. 30 39k, 39k, 39k 30 là mã phía sau. Rồi nhá, ai chưa có cái mã này, xíu là còn vài set bộ thun thái các kiểu lên nó luôn cho chị em mình luôn. Xeo gọn luôn, trời ơi 39.000 chị em mình nhìn chắc luôn dùng nguyên này. Từ hàng đường kim mũi chỉ luôn, bao rẻ chưa, giảm nhiều co, giảm thấm hút mồ hôi. Cho chị Cô Rung Nguyễn có chưa, rồi ai chưa có xanh nhạt lên xanh nhạt luôn dùng nguyên nhá. Trời ơi quần đuổi làm gì còn, mà nhắn qua quần đuổi thì gì, quần đuổi là chịu luôn. Có quần đùi em không? Áo đó bao nhiêu? Chị ơi, đến 62kg quay nào là mau ok. Quần đùi em hiện tại đang hết. Chị nào lấy xanh nhạt? Em đang không bộ lên sau chị ơi. Ai lấy xanh nhạt, lấy xanh nhạt luôn dùng nguyên. Có cái màu này. Màu này là màu rượu vang. Dương kêu màu này là màu rượu vang. 39k con. 39k con nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên cho mã đỏ đô luôn dùng nguyên. Không phải màu đỏ đô. Chị kêu là màu rượu vang đi. Màu rượu đi, chị nào lấy rượu lên rượu luôn dùng nguyên. Đây em đang lên từng màu đây chị em mình này.
đang lên từng màu. Mình ở trên đường Hoàng Văn Thái, mình nói rồi, chị em mình mà đang lăn xăng tiền ship, chờ free ship là đừng mua hàng nhà Nguyên, Nguyên không free ship đâu nhá. Như nhiều chị khách mới hỏi phí ship bao nhiêu, lần tới nhận lưu nhiều chị đến lúc chốt đơn rồi cho địa chỉ rồi không cho cái số điện thoại, chị em mình nghĩ có deal không, không cho số điện thoại, họ tới họ lui không ấy luôn, Nguyên xả luôn. Mua hàng vừa rẻ vừa sale mà lại đòi free ship, chịu nha. Bây giờ Nguyên không free ship được đâu nha. Chốt lên luôn dưỡng màu này, màu này lên luôn dưỡng, mã này là mã rượu nhá. Chị nào lấy rượu lên rượu luôn dùng Nguyên. Rượu 39.000, size chị em mình lấy 62 ký vẫn mau ok, hàng giảm nhiều, chị em mình nhìn chắc này. Không phải hàng thô nhá, không phải hàng thô nhá. Chị nào lấy rượu lên rượu luôn dùng Nguyên này. Rượu và một màu xám rồi thôi, và một màu xám rồi thôi, xám màu hồng đậm nữa là hết. 39k con, tranh thủ lên đây chị em mình, bao rẻ luôn. À, rượu cho chị cô Trung Nguyễn, quần công sở đen hiện tại em đang hết cho chị Khánh Uyên. Cái này không có trắng nhé chị Thủy Phạm ơi, này không trắng nha, này không trắng, này không trắng rồi nha. Chị nào chưa có thì lên. À, rượu cho Khánh Uyên tím á. À, cái nào phải tím đâu, thiệt mệt lắm, đúng là shipper đổ nước vô chạy á. Nhiều chị kiểu như là ít mua hàng online, cứ sợ mua sợ tốn tiền ship. Cho chị coi áo màu hồng sau em á, cho áo hồng đằng sau của em là 30k. Nên là chị em mình mà đòi free ship là Nguyên chịu luôn. Trừ khi chị em mình thấy một mã hàng người ta là lãi hơn nhà Nguyên cả 20-30 nghìn, thì chị em mình mua cái người ta không free ship được. Nhiều chị kêu chị mua tới 3-4 cái là sao không free ship cho chị. Đấy là như thế nhá, người ta bán lãi rồi người ta free ship. Đây hồng phía sau chị ạ, 30k. Chứ hàng mà bán hàng 3, hàng 4 như thế này mà đòi free ship bó tay. Rượu cho Khánh Uyên, rượu cho chị Sa Nguyễn, cho chị hai cái quần 35k. Quần gì 35k, đen với trắng đấy chị. Không có, không có cái quần gì 35k mà vừa đen. Quần đuổi gì, không có màu trắng đâu, không có màu trắng đâu. Rồi nhá, màu này lên luôn dưỡng nè. Còn màu này màu xám đậm, màu xám đậm, hình chiếc giày. Trời ơi, 39k. Bằng chị em mình đi mua hàng TC, hàng cốt tông khô thôi nha. Chị nào chưa có lên. Được chưa, màu này màu xám đậm nữa thôi là hết. Rồi, qua mã đi chị em mình nè. Qua mã nhé, con lên cho em một mã bộ ngố. Một mã bộ ngố nữa, bộ ngố cũng thun cốt tông tàu nha. Từ từ đi thử cho chị em mình luôn, nó ở đâu rồi. Rồi nha, qua đi chị em mình nè. Bà con qua cái máy được à? Cái máy nào coi được đâu. Ba làm gì không? Tết bộ ngố nha. Cái này cũng còn ít nè. Xanh đậm hay xám đậm đi, làm yên. Xám đậm đấy, xám đậm đấy, chứ không phải là xanh đậm đâu. Làm yên, xám đậm đấy. Làm yên hồng nhạt, xám đậm đấy chị ơi. Tím á, tím nhạt cái chi nữa, hồng tím này đúng không? Hồng tím còn màu khác, cho sẽ lên cái mã hồng tím đây nè. Hồng tím cái hình khác đi, rồi qua mã đi. Hồng tím, màu hồng tím đúng không, à, đúng không chị Cẩm Vân ơi? Rồi Nguyên lên luôn cho trẻ mình mã này. Đi thử nha, đi thử nha. Trời ơi, cốt tông tàu luôn. Sai nãy trẻ mình lấy 65kg vẫn mang ok luôn dùng Nguyên. Đây, mã này đúng không? Mã này em còn hình cô gái, chị nào lấy cái này thích lên nhiều mã cô gái tí, 79k. Bởi em đang mang còn xanh, hồng, vàng, đen, 4 tông màu. Xanh, hồng, vàng, đen. Rồi nhá, đây nè, đúng không? Chị Cẩm Nhung ok thì chốt nhá. Mã này lên chung mã gái tí. Rồi, qua luôn cho chị em mình mã bộ ngố. Bộ này cũng đây chắc có tông màu luôn. Lấy 4 tông màu đi chị ơi, 4 tông màu. Từ từ cho chị Hường Nguyễn hai cái áo rượu với một xám đậm ok chị Hường Nguyễn. Đưa rượu nè. Quần đuổi ấy thấy màu luôn mà, đâu có trắng đâu. Làm gì có trắng chị ạ. Rượu đây, rượu đây, rượu đây. Rượu đây, rồi Nguyên qua mã đi chị em ơi. Tương tác lên dùng Nguyên tí. Rượu với trắng đậm á hả? Cái mã này thì vô trẻ mình lấy số 2, cao số 5 vẫn mang được luôn. Cái này nó giải nhiều lắm, chắc có tông tàu nha. Có tông tàu. Rồi đây luôn cho dễ mình đã bộ này. Cái này còn tầm khoảng chục bộ, không có nhiều nha.
từ từ, bộ đang mang và một vàng với từ từ, bộ nguyên mang một vàng. Chị Nguyễn Thị Tú đọc không được luôn, cho chị Nguyễn Thị Tú cái bộ vàng đó đi. Đấy, bộ vàng đó đi, 89.000. Rồi tiếp luôn cho dạy mình bộ này, bộ ngốt. Một quần đuổi đen, chị Ngô Thắm đây sai. Màu hồng gì vậy em đây chị ơi? Màu rượu vang nho đó à? À, rượu vang nho là cái màu đậm đậm hồi nãy á, quần đuổi đen size M cho chị Ngô Thắm. Chị bộ thể thao nam, bộ thể thao nam đang hết rồi. Còn rượu không để em cái còn nhé chị Tôm Suri, Tôm Suri có. À, màu rượu hồi nãy cho chị Tôm Suri. Đây, lên tiếp luôn cho chị em mình bộ này. Form này chị em mình cao 65 kg vẫn mang ok luôn, dùng nguyên nhé. Toàn bộ cái này hàng giảm nhiều lắm. Hàng giảm rất là nhiều luôn. Ai quần ái đâu, quần đen. Quần đen là quần đuổi. Quần ai đen là ai? Quần đuổi. Hồi nãy cho chị Ngô Thắm. Đây chị em mình nhìn form này, cái này toàn bộ có túi nhé. Form này chị em mình lấy 65 kg vẫn mang ok lên luôn, dùng nguyên. Vì nó giảm cực kỳ nhiều đấy chị em mình nhìn này. Cái độ giãn của nó này, mã này cũng lên luôn cho em mình, mã này là mã tặng 79k. Bộ ngố nha, bộ ngố tặng 79k, cái này quá rẻ luôn. Chị em mình tranh thủ mà phát. Chị nào lấy cái này lên chung mã ngố hồng 79k, like buổi tối nó view nó ít hề. Phía chị sợ luôn. Chị nào lấy cái này lên chung mã ngố hồng. Bộ em mang hồi nãy là đùi. Hồi nãy là đùi, bộ này em đang hiện tại là lửng này. Chị nào lấy cái này lên chung mã ngố hồng luôn dùng nguyên nhá. Quên lên luôn chị em mình cái này 79k, bộ thể thao nam hiện tại em đang hết rồi. Hết bộ thể thao nam nhá. Rồi ai chưa có lên Tôn Suri có rượu rồi đúng không? Nha chị nào chưa có cái này lên chung mã này là mã 79k, bao rẻ. Cứ nhận hàng con này về xem chắc luôn dùng nguyên có túi nhá. Ai ưa cái này lên luôn dùng, cái này còn màu đen và màu cam nữa. Lên luôn chị em mình nó 79k lên luôn cho nó gọn. Ai chưa có lên nhanh tay luôn dùng nguyên. Nha, tranh thủ hồng cho lương nhiều. Ở trên bàn ấy có mấy cái lắm. Còn được từng nấy. Lương nhiều lên thông tin nha. Lương nhiều nhưng mà bao nhiêu? Có đơn rồi phải. Bao nhiêu? Lương nhiều nhưng mà có đơn rằng rồi phải. 79.000 luôn. 79.000 bộ ngố. Rồi, trong lên cặp này bán tặng nó thấy luôn cho dễ mình 35k còn liền. Cái này còn lẻ tẻ này chị em mình. Lên nó 35k luôn cho nó gọn. Mà chủ yếu như là còn số cho bé thôi. Còn số cho bé chứ hết số lớn rồi. Mã này lên tiếp luôn cho chị em mình luôn. 79k là bộ ngố nha, lưu ý luôn dùng em, bộ ngố là 79k. Còn bộ đùi hồi nãy là 89k. Ngố hồng cho chị Tràng Trang. Tràng Trang ngố hồng, Tràng Trang hồng anh tình lên kìa. Thứ 6 à, thứ 6. Chị Thu Liên Nguyễn hiện tại đang Thu Liên Nguyễn đi coi còn đơn không ta, mà ra cái còn ngố đen cho chị Sô Cô La Nguyễn. Vàng đen cam ngố, vàng ngố, đen cam ngố, gì? Ngố đen hình như đen còn trước đó sao. Vàng đen cam chị Sương Thu ơi, đẹp. Yên tâm đi chị em mình ơi, 79k bộ ngố nữa chứ. Vừa rẻ. Rồi. Rồi mã này lên luôn dùng nguyên. Cái này không còn được mấy cái, toàn bộ làm theo. Nhưng mà là chủ yếu là xây nhỏ. Ngố á xả. Không còn à. Nhớ là tối còn mấy cái hả. Mà tối nay xong còn mấy cái á. Ngố đen với ngố cam. Đây này, ngố đen đây này. Ngố đen đây sẵn này. Ngố đen sô cô la Nguyễn. Còn hết đen luôn rồi, còn có bộ đen nữa phải. Còn cả cam này chị em mình ạ. Hình như còn có một bộ đen thôi chị em mình ạ. Còn cả cam này nữa này, ai lấy chốt nhé. Bao rẻ luôn á chị em mình đó. Ôi trời ơi, 79.000. Thôi chị em mình lấy 65 vẫn mang được chứ cha. Ok, lên từ từ từng cái. Thậm chí 65 kg chị em mình vẫn mang ok. Cái này lên luôn cho em mình mã này nè. Thằng nói luôn cho em mình về giờ lẽ tải sang lên chị em mình 35k nốt luôn. 35k nốt. À, ngố hồng kìa. Ba màu đấy. Ba màu. Ba màu, ba màu. Còn đen chị ơi, còn đen đen hình thôi. Ngố hồng cho Trâm Như. Ngố hồng cho Trâm Như. Đẹp lắm chị em mình cứ yên tâm đi. Bao chắc vì là nguyên nó là có tông tàu. Chị em mình khỏi phải đăng xăng về chắc rồi. Cơ bản là giờ chị em mình thích cái màu nào thôi. Giờ là chị em mình thích màu nào chị em mình bốc màu đó thôi. Rồi nhá, còn cả ngố cam nha, đẹp lắm. Có túi nữa, xứng cái có túi nữa. Rồi ai chưa có lên luôn dùng nguyên.
À, từ từ. Bộ đùi khi nãy mang còn màu hồng chữ không? Dạ, còn không sao? Cho chị Thu Ly Nguyễn còn không? Hồng chữ hình như hết rồi chị ơi. Hết hồng chữ rồi. Cái bộ ấy, bộ hồng chữ ấy, hình như hết rồi chị ơi. Xanh chữ nè. Ngốt cam cho chị sang trần. Ngốt cam cho chị sang trần. Hồng chữ còn đấy chị lấy chút đi. Ngốt cam cho chị sang trần đây nè. Cam cho chị sang trần, rồi ai chưa có thì lên. Rồi tiếp cái này Nguyên con đang còn lẻ tẻ sai. À, ngố đen đâu còn hề. À, thêm ngố cam chị Lương nhiều. Chị ơi hình như là ngố đen hết rồi. Hết ngố đen rồi. Còn ngố cam với ngố hồng thôi. Hồng Nguyên đang mang và màu cam nữa là hết rồi. Nha. À, đúng rồi chị ơi. Cái này nó giãn nhiều lắm. Giãn nhiều lắm. Chị Trần Thị Thanh Nga lên thông tin cho em đi. Thấy chị Nguyễn Hòa rồi nhưng mà màu đen hết rồi. Còn cam còn hồng thôi. Cam và hồng chị lấy màu nào chút màu đó luôn dùm Nguyên nhé. Cam và hồng. Hồng chữ cho chị hồi nãy chưa Kelly Châu. Có rồi, chị Việt có rồi mà. Hồ Việt à. Kelly Châu là chị Việt đấy bữa giờ mà. Rồi có rồi chị ơi. Ngố hồng cho chị Cẩm Lê có chưa? Ngố hồng cho Cẩm Lê có chưa? À Cẩm Lê có rồi. Rồi ok. Ai chưa có chút thì Trần Thị Thanh Nga lên thông tin. À Trần Thị Thanh Nga, Thanh Nga có đơn rồi đúng không? Cho ngố cam đi. Ngố cam cho Trần Thị Thanh Nga. Lấy cái màu bà xã đang mang. Màu bà xã đang mang. Ngố cam ấy cho Trần Thị Thanh Nga. Cái kiểu này nè. Cái kiểu nó là kiểu chữ rồi. Trần Thị Thanh Nga ok. Không có đen nhé. Em thấy chị Nguyễn Hòa rồi. Ê cái này đâu có xây nhỏ đâu. Xây người lớn đâu. À, Trinh Trinh. Trinh Trinh bữa nó có con rồi mà. Thế chị Thu Lê Nguyễn lấy không em chưa? Còn được hai bộ thôi. Trần Thị Thanh Nga có rồi. À, được cam chứ không có đen nhá. Không có đen. Hôm bữa Trinh Trinh có cái tím theo này rồi mà. Đúng không? Ok nè, lấy đi kìa. Ngố hồng, Cẩm Lê có rồi mà. Tím theo nè, ok. Tím theo phải. Hai áo sắc nách màu hồng với màu trắng cho chị Thanh Nga. Hồng trắng sắc nách cho Thanh Nga. Rồi ok, qua mãi với chị em rồi đó. Qua mã nha. Chị Lưng nhiều có hồng rồi đúng không? Cái ngố hồng rồi nè. Chắc sướng lắm, đã đợi chị em mình nè. Nó nói là chị em mình này, chị em đến số 5 cái chị em vẫn mang được luôn. Chắc của nó là có trong tàu, không phải hàng thô, hàng TC. Giờ người ta chạy hàng TC đâu. Rồi chạy cho chị em mình giá bèo này. Cam hồng cho Trần Thị Thanh Nga. Hồi nãy là có cam rồi đúng không? Thêm hồng. Thêm hồng cho chị Trần Thị Thanh Nga ra phía trước. Ra phía trước còn đấy. Ngố hồng cho Tuyết Tuyết. Có đồ bộ không bạn? Chị Thanh Đinh, đồ bộ em rất là nhiều. Đồ bộ em rất là nhiều, từ từ chờ em xíu. Em lên dần dần từng mã nhé. Ok, chị Thu Liên Nguyễn em chưa rồi. Hồng đây, hồng đây. Hồng đây cho mấy. Hồng túi này nè, đấy đấy đúng rồi. Hồng đó đấy. Hồng đó thêm cho Trần Thị Thanh Nga nè. Tuyết Tuyết nè. Tuyết Tuyết nè. Được chưa, và Nguyễn Hòa. Ok, Nguyễn Hòa. Rồi qua nhé. Bộ đen đùi giờ còn đen hình được không chị ơi? Hết đen chữ rồi. Hết đen chữ rồi. Còn đen hình Mickey ấy. Ở trên trang cá nhân của em có hình mẫu hết. Trời ơi đẹp chưa, nhưng mà sao 25 đổ về thôi. Chị em mình này xịn sò lắm luôn ấy. Nhận hàng về con này chắc Nguyên lên luôn chị em mình xe nó rồi. Chị em 35 vì còn size nhỏ thôi. Vì còn size nhỏ thôi. À, con này cái bự rồi. Con này nè, con này mới 25kg nè. Ố thế hôm bữa trưa cho trên trên cái con Nguyên đang mang mà chút đây không có Thanh Nga. Thanh Nga áo sắc nách là 30k chị ơi. 30k rồi lên luôn những này. Trời ơi đây là size 18 thôi. Đẹp lắm, toàn bộ chữ theo ấy. Toàn bộ chữ theo chị em mình nhìn nhạc đẹp chưa? Size này là size cho bé nhà mình 18kg đổ về thôi. Con này mới size to nè. Con này là size 35kg nè. Một con size 35kg. Và còn toàn bộ là size 18kg. Lên tặng nó luôn chị em mình 39k. Và chị em mình nhìn cái độ đẹp của nó. Chị em mình cái sò vô chắc là mình tăng luôn. Nha, lên 35k nó. Nguyên còn được mái cá. Thứ còn mái cá lên bán tặng nó luôn chị em mình 35k. À, ngố hồng cho chị Hương có chưa? Hương Nguyễn có ngố hồng rồi đúng không? Chị Hương Nguyễn ơi lên cho em cả địa chỉ trên like luôn giùm em nhé. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Chị nào lấy cái này luôn cho mã tím. Tím 18 18kg đổ về tặng 35k luôn.
Đúng này chị em mình phải mua 70-80 nghìn. Chứ bộ em không giảm nhiều lắm. Cái chị làm chung với em là chỉ 62 kg. Chị thấy gì đó chưa? Cái mông chị to. Chị mau ok. Tiếm theo nha, đây tiếm theo đây. 18 kg. 35k luôn. Đẹp, con này đẹp lắm chị em mình, đừng cứ nhận hàng con này về dùng nguyên đi. 18 kg. 18 kg, 35k. Từ từ. 45 kg, 3 lỗ 45 kg mặc được nhá. Đấy 60 kg vẫn mau ok. Rồi ai lấy tiếm theo lên tiếm theo. Cho chị Hana Phạm. Hana Phạm. Rồi còn 18 kg thôi, còn 3. Hana Phạm. Chị yên tâm đi, vì cái nó giảm nhiều. Ồ chết cha, điện thoại đi. Quên tắt nguồn mất tiền. Quay nãy giờ hồi nãy thấy 99% mà like đâu chưa tới tiếng đồng hồ mà đang tục bị nhanh vậy trời. Quay mất tiêu. Rồi bị đứng luôn rồi. Cái điện thoại này coi như tiêu luôn rồi. Thôi. Thôi đừng like điện thoại nữa. Điện thoại hết pin rồi. Tiếng 35 hết rồi. Thôi thôi kệ đi. Like là trên bác thôi, thì trả ba cái điện thoại. Trả ba cái điện thoại này. Okay. Rồi nha, lấy tím 18 lên tím 18 luôn dùng nguyên. Ở trên hội bị ấy rồi. Bị hết pin mất tiêu rồi. Chị em mình tương tác đi lên luôn chị em mình những cái mã hàng này luôn. Sell note luôn chị em mình cho nó gọn kho. Rồi nha, chị nào lấy tím 18 lên tím 18 luôn dùng nguyên. 39k cho nó gọn. Chị nào lấy tím 18 lên tím 18k luôn dùng nguyên. Rồi tiếp. Ồ, 1, 2. Cái này xây bự này. Ba con này là con xây bự nhá. Riêng ba con này là 3 con xây bự. 13, 14kg à? Không, cái này 18kg rồi. 13, 14kg màu khác. Từ từ chị Ngọc Yến ơi, em lên từng mã một nha. Chị em mình mà mãi dọc là nguyên triệu luôn. Dọc là nguyên triệu luôn. Cái gì cũng từ từ. Cái gì cũng phải từ từ nhá. Rồi lên luôn này. Mã này lên cho mã bự 75kg. Cho chị Kim Nga Trần Thị kìa. Sắc nét màu trắng và màu nâu. Ok Kim Nga Trần Thị. 75kg mang ok con này. Con này đẹp lắm chị em mình ơi. 75kg dùng nguyên nhá. Mang ok được 3 con lên mã 39. Cái này nam nữ đều mang được hết nhá. 75kg mang ok luôn. Con này dễ thương lắm, màu này dễ thương lắm, đúng ba con thôi. Còn đúng ba con nhá. Lên chốt lên luôn dùng mã này. 75kg mang được cái màu này. Còn ba con size L, size 75kg. Con này đẹp lắm chị em mình. Chốt lên luôn dùng mã 39k. Size 75kg. Cái đời này chị em mình mua con này bèo. Vàng bự cho chị Khánh Uyên. Ok chị Hường. Nè, vàng bự cho Khánh Uyên 75kg. Chắc này mang sướng lắm. Chị em mình cứ yên tâm con này luôn dùng nguyên nhá. 39k con chị Khánh Uyên một con. 39k, ai chưa có chốt nhá. Cái này dì em mình cứ về nhận hàng về lên 39k giá là giá giật mình luôn. Giá đúng giá giật mình luôn, còn hai con vàng bự. Size 75kg vẫn mau ok. Chị nào lấy vàng bự lên vàng bự luôn dùng nguyên nhá. Chốt lên mã vàng bự. Vàng to đi. Vàng to 75kg. 75kg đổ về làm ăn được. Chị nào lấy vàng to lên vàng to luôn dùng nguyên. Trời lên luôn những này. Tiếp nha, chị em mình tương tác lên đi. Chị em mình những cái mã này nó thật sự siêu rẻ luôn ấy. Không ai lên luôn cho em mình được cái giá này, tầm này 39.000 đó. Cứ nhận hàng con này về dùng đi. Rồi tiếp lên luôn dùng cái này size nhỏ này. 12 13 kg đang có hai con này. 12 13 kg đang có hai con này. Mã này thì mình sẽ lên luôn cho em mình 35k. 12 kg 13 kg, 35k nốt luôn. Ai nhận được những con này rồi. Chắc này. Chị nào lấy cái này lên cho mã 13 kg này. 13 với 12 kg cái này được hai con nữa là hết này. 35k nốt luôn. Ai chưa có cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhé. Buổi tối hôm nào view cũng lèn xèn hết trái dễ sợ chứ. Được hai con 12 13kg nè. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên luôn dùng này. 35k luôn, được hai con, một mã bàn tay và một mã quạt. 35k. Ai chưa có thì lên. 13 kg cho Cẩm Tú Hình 39 nhà Hường Nguyễn. Cẩm Tú Cầu. Cẩm Tú Cầu 35. Cẩm Tú Cầu 35. Rồi còn 12 kg. Còn 12. Chị nào lấy 12 lên 12kg. Vàng to cho chị Hương Nguyễn rồi. Chị nào lấy 12 lên 12. Rồi lên luôn những mã cam luôn dùng nguyên.
Rồi tiếp nha. Phiêu nó không lên nổi luôn. Thằng tao chị Hường Nguyễn có rồi đúng không? Rồi lên luôn những mã cam. 13 kg. 13 kg hả? Trời ơi chắc nè. Sao vậy, mình lấy 60 kg. 39.000. Khách nhà Nguyên lên là phát luôn mấy con này luôn. Mua 4 con một lượt. Không phải mua mang cặp đâu. Không phải mua mang cặp nhá, mà mua 4 con vì giá quá rẻ. 13 kg hết rồi Cẩm Lê ơi. 13 kg. Đây 13 kg còn con này. Cho Cẩm Lê con này 13 kg này sao đây. Cẩm Lê con này 13 kg. Rồi chốt lên luôn dụng mã này là mã 60 kg. Chắc nè. Cam là cái gì? Cam đây. 39k cam. 39k cam. Con này 30 kg. Cam 30 kg. Chị nào lấy cam 30 kg lên cam 30 kg. Cho cô bé lên luôn trẻ mình 35k. Cam 30 luôn. Ai lấy cam 30 lên. Yên tâm đi dùng nguyên những con này mà nhận hàng thì chắc không đẹp. Cho trẻ mình quay đầu. Không phải những con trẻ mình mua đi ra ngò mua 70-80 nghìn. Cho trẻ mình quay đầu luôn. Cam nha. Xương cao. Cái này cam nhỏ rồi. Cái này cam nhỏ. Cam nhỏ đây nè. Cam cùng số hồi nãy nè. Cam cùng số hồi nãy nè. Cam 60 đấy. Xương cao. Còn không? Không. Còn này là size này size 30 kg. Thì nào lấy cam 30 lên cam 30 luôn dùng nguyên nhé. 35k gọn. Đã 39 nè. Ờ số to là 39. Lên gọn luôn nha, tính lẽ ra lên gọn luôn kia em mình luôn. Rồi chị nào lấy mã này lên chung mã cam 30. Cam 30. Cam 30 nha. Trắng có 18 cho em xíu. Cam 30 còn cam 30. Trắng có size mấy? Trắng có size 18 hả chị? Để em coi nè. Ok, xương cao cam lớn. Trắng 18 không? Trắng hết hết rồi. Có vàng được không chị ơi? Vàng này cũng cũng đẹp nè. Vàng bàn tay nè. Vàng bàn tay nè. 35k. Cam 40 hả chị? Từ từ để em coi. 18-20 nè. Ôi trời ơi, chắc đã lắm chị em mình ơi. Mua đi. Đây, để dành tới Tết nó mang còn sướng. Với giá 35.000. Bằng như là chị em mình đi mua hàng đổ đóng ngoài chợ luôn ý. Bằng hàng đổ đóng ngoài chợ luôn. Ai lấy vàng nè. Tay 18-20 được 2 con. Chị nào lấy vàng 18 lên vàng 18 luôn dùng đi nhé. Từ 18 đến 20 nha, được 2 con. Lên 35k. Ai lấy vàng lên vàng luôn dùng nguyên nhé. Lên vàng 18-20. Vàng à, và không có 3, và không có 35. Vàng 18-20 thôi. Vàng 18-20. Cam to hết đúng không? 18 Nguyễn Thị Tú không à. Sao? Ok. Vàng cái gì lưu luyến. Lưu luyến. Lưu luyến với lại vô thường. Chứ trai gái gì mang cũng được hết. Con này đâu phân biệt với trai với gái. Được một cái, hai cái đâu nói sao. Vô thường. Trời, cái này trai gái gì mang cũng được hết. Chị em mình cứ yên tâm đi. Những cái mã này trai gái gì mang cũng được. Đây này hồi nãy chưa thêm cho chị cho Hồng Đào cái màu cam. 35, tôi nhỏ 35. Tay của bé là 35. Tay của người lớn lên 39k luôn. Cái này tôi thêm cho chị cho Hồng Đào này. Rồi cái này lên luôn dùng AK 12 kg nè. K12 kg, trắng 12 kg. Trai gái gì không mang con này chị em mình ơi. Những cái này bé trai bé gái gì không mang. Mix cho nó cái quần sọt hoặc cái chân váy ring gì đấy. Lên bao đẹp luôn. Giờ đi tầm này đi mua giá 35.000. Rồi nha. Cam 60 như là chị Khánh Uyên có rồi ấy. Rồi nha, chị nào lấy trắng 12. K12. Trắng cam 12 và K12 có một cam to chứ. Trắng 12 cho chị Hồng Phụng. Phụng Phụng. Trắng 16, 17 hả? À? Từ từ nhé, nó còn đi, nó đi 35 à? Ừ, xe nhỏ 35 đi ba. Đừng có hỏi nữa. Vàng hết rồi. Không, chị em mình đừng có lên cặp. Giờ Nguyên hết rồi, không đủ cặp đâu. Nên là Nguyên phải chịu khó lay lẻ nữa. Vừa đã sale rồi mà vừa phải chịu khó lay lẻ. Vì nó không đủ cặp, bao nhiêu chị nhắn tin qua. Soạn cái chị, có người là nhà tầng 5-6 người ấy. Mua rất là nhiều cái này nhưng mà giờ cũng không đủ cặp nữa. Kiểu gì rồi nó cũng lẻ ra hết rồi. Trắng 20 em không có. Trắng 12 hết rồi đúng không? Còn K12. Còn K12 thôi. Chị nào lấy K12 lên K12. Chứ chị Tú là đã mua một chị Tú mua 4 con đúng không? Ra nhà là mua 4 con này rồi đúng không? Được chưa? Chị nào lấy cái này lên chân mã K12. Chắc đẹp lắm luôn ấy. Rồi còn hồng. À quên, còn cam to. Cam này đến 65 kg. 65 thậm chí 70 kg cũng mang được. Chị nào lấy mã này cam mờ. Là hai cam to đó. Thì được cái rồi. Được cái. Xây mờ hồi nãy ai xây lờ đến 75 kg. Cái này thậm chí đến 70 kg cũng mang được này. Mua về ai có người yêu gì mang cặp đi.
Nữ thì mang thùng 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 lên. Đấy, còn nam thì đến gần 70 kg cho cái size M. Chị nào lấy cái này lên M luôn dùng nguyên. Cam to và cam 40 hả chị? Hai cam to luôn à. Được cái chi rồi. Được cái cam này là 40 với lại cam to rồi phải. Vắt đại con này về đi. Mang rộng rộng xíu cho nó đẹp đi. 39k, em nói thật sự rất là rẻ luôn. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên cho mã cam size M. Cam mà 75kg không? 75 chị Khánh Uyên hồi nãy rồi, cái này không đến 75kg đâu. Cái này 70 đổ về thôi. Nha, chị nào lấy cam M. Vàng 12 hết rồi chị ơi. Trời ơi, nè 39k. Hàng này mà nếu như mà thật sự cái chất này giờ mà Nguyên cũng đang yên áo gia đình 12. Mà hết rồi, Nguyên cũng đang yên áo gia đình mà chắc đẹp như là 101 nè. Yên ra chắc đẹp như là 101 nè. Nguyên đang yên áo gia đình mà. Chị một cam to 70 và một cam 60. Nó thì hãy phát luôn hai con nó đi. Mang cặp. Rồi nha. Hai con nè. Ừ. Trời ơi, mã này. Chốt lên mã bự luôn dùng Nguyên cái. Bự 70kg. Được có con, cầm con áo nó nặng chịch tay luôn. Bự 70kg. Chị nào lấy bự 70kg. Hay trắng nha. Bự trắng 70kg luôn dùng Nguyên. Chào ơi. Thực sự nếu mà không cần là phải là mang cặp đâu. Mang lẻ nó cũng quá là rẻ. Chị em mình đi mua cho chồng chắc này. Bèo trong 203. Con này. Nha, chị nào lấy mã này lên chung mã bự trắng. 70-75kg mang ok luôn. 75kg chốt mã bự trắng luôn dùng Nguyên đi. Không hết rồi, thấy chị em ly trần rồi chị ơi. Không biết đâu, được mấy con rồi giờ em chịu luôn ý. Bự trắng luôn cho chị Võ Thị Huệ. Võ Thị Huệ. Võ Thị Huệ. Võ Thị Thu Huệ chứ hay là Võ Thị Huệ. À, Võ Thị Thu Huệ. Rồi ai mua mã bự trắng rồi phát luôn con này size 55 đổ về. Chị nào lấy mã số 8. Số 8 size 55 đổ về. Chị nào lấy mã số 8 này, mã số 8 luôn dùng Nguyên này 55 đổ về. Cảm ơn mã số 8 luôn dùng Nguyên nhé. Thật sự là còn lẻ tẻ. Khách hỏi nhiều lắm luôn. Ai cũng soạn cho chị một set. Vì cái này bao rẻ luôn. Chị em mình đi yên rất là đắt. Đi yên rất là đắt luôn. Số 8. Số 8 đây. Cho Phương Nguyễn. Rồi mã bàn tay. 39. Mã bàn tay này đến 30. Mã bàn tay này 30kg nè. 28kg. 28 và 30. Chị nào lấy bàn tay số 5 lên bàn tay số 5. Mã số 5 đi. Mã số 5 là 28kg đổ về. Chốt mã bàn tay số 5. Okay, cho cái cam to để nữa nghe cho ông chồng. Ông quánh à. Số 8 em. Trắng 18kg rồi, cái này 18kg rộng rồi chưa? Rộng, lấy không? Xương thô có cam 40 thôi. Cam sợ hết. Chị nào lấy mã trai 10 không có. Bàn tay số 5 cho chị Phạm Thanh Biên. Phạm Thanh Biên. Đây hai cái bàn tay số 5. Rồi con này 30kg. Đẹp. Chị em mình cứ yên tâm luôn dùng Nguyên. Chị nào lấy bàn tay số 5 lên. Hoặc là mã bàn tay thôi. Còn một cái 35 nha Du. Số nhỏ là 35 nha Du. Bàn tay số 5 cho chị Khánh Lê. Ok. Đây mã 30. Chúc mã 30 nhé. Đây còn cái mã này đẹp lắm. Từ từ. Chốt mã này lên mã 30. Chị nào lấy mã 30 lên mã 30. Còn một con 30. Comment lên mã 30. Chị em mình tương tác lên luôn dùng Nguyên nhé. Thằng lẽ thì nhiều. Trái số 10 hết à, không có 15kg. Hết rồi. Hết rồi. Em áo gió bị lỗi đổi được chứ. Hàng nhà Nguyên cho đổi mà. Cho đổi mà. Trái số 8 hết rồi. Chà ơi ha. Cái này 55kg quay đầu. Cái này được cặp để Nguyên coi. Hả? Không phải 10kg. Cái này số 30kg đó. 30kg. Cái này được cặp nè. Tao sóc lại được cặp nè, mấy tình yêu nè. Má xanh này của xe nè. Lên xe đi. Size 60 và size 55 đổ về. Hai con. Size 60kg nè, size 55kg đổ về nè. Ê dù. À này nhưng mà nhíu không có số nhỏ. Mình hôm bữa chừa cặp rồi không biết ở đâu rồi. Chừa cặp màu vàng. Dạ có đơn chị báo đổi lại nha. Size 60kg nè. Và size chị nào lấy cái này luôn cho mã xanh 60 và xanh 55. Xanh một cặp. Xanh 60 và xanh 55. Ai lấy một Kim cặp? Kim Khánh Lê. Kim Khánh Lê. Đẹp lắm cái cặp này đẹp. 39 nhân ha. Kim Khánh Lê 3. Giỡn lẻ rồi phải chịu khó ngồi lên lẻ. Cái này mệt quá vậy mình ơi. Đẹp lắm thấy luôn. Thấy trò vô thường nha. Đẹp lắm luôn mấy tình yêu ơi.
vâng. Ngày kia là sẽ về mã mới, sẽ về mã mới, mã mới mà một mã để chị em mình mua cặp, mua gia đình, mua nhóm. Cái nó gần 1000 cái, chạy một mẫu mà 1000 cái là nhiều size. Nha, tầm ngày mốt là sẽ có. Ngày mốt sẽ có. Hay size xanh rồi, 39.000 nha chị Võ Thị Huệ ơi. 39.000. Hết rồi chị ơi. Ừ, lên hết cái này rồi lên bộ tiếp nha. Ưa bộ gì? Ưa bộ gì cũng có hết. Từ từ, lên hết cái tấm tấm này cho nó gọn cái nhà xíu đi chị em mình ơi. Cái nhiều quá. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Cái mã chanh này đang còn hai cái nè, chanh này cute nè. Chanh này cute nè. Hai cái size 30. Chút mã chanh 30. Đâu cần phải mang cặp. Đâu cần phải mang cặp, chị em mình mua về cho con mà chắc có tông tàu này người ta không bán cho chị em được 7-80.000 con rồi. Chị nào lấy mã này lên cho mã chanh 30 là 30 kg lên luôn chị em mình 35k. Ai lấy cái mã này lên như thế này. Báo cho chị Mai mới nhận chứ, ngày nay đi đơn thì Mai mới nhận chứ. Nguyên kiếm chị một cái bằng tay 40 à. Bây giờ yêu em tìm. Không có bằng tay 40 đâu. Chị nào lấy mã này là chanh 30. 30 kg á. Chanh 30 kg 35k luôn. Đúng cái chất mà hàng xịn nhớ là chị em mình mua 70.000 là chuyện hết sức là bình thường. Nha, chị nào lấy chanh được hai con chanh. Giờ tìm đâu ra cái mã bằng tay nữa chị. Giờ em còn lẻ rồi. Chanh này có hai con này, chanh này xinh nè. Chị nào lấy chanh 30 lên chanh 30 luôn dùng em. 20 khoa 21 giờ sợ không á chị ơi. 20 21 không á. Trời chúa, mã chanh này xinh này. Ai chốt mã chanh lên mã chanh đi. Mã tím theo nãy cũng đẹp không thấy chị em mình chốt. Tím theo nãy còn mấy con size 18. Không. Giờ đừng có bảo Nguyên lấy cặp ấy. Để đây Thảo Văn không có nha. Trắng 10kg à. Ba coi cái này thì có số 1 không ba? Ba coi trong đó là lấy số 1. Trong cái mã màu này có số 1 không? Đây nè. Hai cái, một cái 18, một cái 48 thì làm gì có. Lóc nó phải à? Lóc nó một số rồi. Lóc nó một số rồi. Số 60. Trắng 60, chị nào lấy trắng 60, mã màu 60 đi. Rồi cái áo thun bơ giết. Lên luôn dựng mã màu 60kg. Không chị ơi, không có nhá nào Tê Thảo Vân. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã màu. Size 60kg, chị nào lấy màu 60 lên màu 60 nè. Một cái màu 60 nè. Để coi cái mã vàng. Đây đây đây, chị ơi chị à. Nờ Tê Thảo Vân lấy cái mã số 1 này được không? Số 1 chanh này được không? 10 cái 10kg là ok luôn. Số 1 chanh này được không? Lấy chốt đi 35.000 chứ không còn số nhỏ nữa đâu. Hết sạch rồi. Nguyên lady chạy bữa giờ là hết. Còn màu xanh đó chị lấy chốt. Màu vàng. Vàng dừa. Size 12. Size 12, size 13. Chị nào lấy mã này lên cho mã vàng dừa size 12, 13 thôi. Vàng dừa size 12, 13 và một con size 55kg. Ai lấy cái này mua cặp với bé thì được này. Chị nào lấy cái này lên cho mã vàng. Không chị ơi, em trả lời từ nãy giờ không có trắng đâu. À, màu chỉ 60. 60 đây nè. Màu này 60 đúng không? Màu này 60kg này sao? Màu trắng 60 cho chị Võ Thị Huệ này sao này. 39k Võ Thị Huệ này. Bộ em đang mặc là 79k. Rồi chị nào lấy cái này lên cho mã dừa vàng. Võ Thị Huệ. Dừa vàng. Size này dành cho chị em mình 55kg độ về. Và toàn bộ cho bé size 12-13kg. Nha, chị nào lấy mã dừa vàng. Trước mã dừa vàng. Áo là 55kg độ về. Ok, cho cẩm tú cầu một cặp này. Hai mươi ký ba cái à, vàng không có xây bự, không có một cặp, màu 60 em hết rồi, màu 60 em hết nhé. Cẩm tú cào này à, 39 nha. 39 với 35, 39 với 35, rồi còn 12-13 thôi, 55 hết, còn 12-13 thôi. Ai lấy cái này lên cho mã này là mã dừa 12-13, nếu không cần là phải mang cặp đâu, tranh cho chị NT Thảo Vân. Chanh cho NT Thảo Vân. Chanh số 1 rồi cho NT Thảo Vân. Vàng không có 25 chị ạ. Không cần phải mang cặp đâu chị em mình ơi.
mua con áo này không ấy, toàn 55 hết, thì á, là cũng rất là rẻ, 35.000 chị em mình về sờ chắc luôn, dùng nguyên đi nha. Chị nào lấy cái này đang dùng dừa 12 cho chị Phạm Thanh Biêu, 35.000 mua cho nó mà. À, về có sẵn cái này trai gái gì mang không được hết, có sẵn quần đùi rồi, nước khác cho nó mang. Bàn tay này còn số 13kg này, bàn tay 12-13kg này, bàn tay 12-13, chị nào lấy bàn tay 12-13 chút, bàn tay 12-13. Mã cam này á, có số 30 này, cam này có số 30 to nhất. Lai mấy cái mã này mệt lắm. Cam 30, chị nào lấy cam 30 lên cam 30. Cam 30 luôn dùng nguyên nhá, cam 30 35k. Cam 30 35, bàn tay 12-13 cho chị Phạm Thanh Bêu, 35k. Chốt lên luôn dùng mã này. Comment mã này là mã cam 30. Cam 30 nhá, cam 30, cam 30, cam 30. Cam này là cam 22. 30 22. Sẽ còn cái nào số bự. Sẽ cho bà xã lên cái mã này thì có khi là có cặp cho cả gia đình này. Cái mã màu lúc nãy, mã màu lúc nãy hồi nãy chắc là chị ấy chị phân cặp cọc cọc nó còn sai. Cam 30 cho xương cao. Mã này à. Xương cao. Cam 30 cho xương cao. 30 cho xương cao. Ôi cái này nó bị trắng. Cam 30 hồi nãy như 30 còn cái 30 này nè. Màu chi đó? Mã đó à? Mã cái gì mà? À. Rồi, không phải chữ. Số 6. Đây đây, đúng rồi đấy. Cái này cho xương cao rồi nè. Cam 18 hả chị? 18 kg có. 18 kg có đây. 35 đúng không? Ừ. 18 kg có đây chị nè. Lấy không? Phát đi. 30 kg để chị ba cái, ok để có em chùa. Bàn tay 13 hết rồi. Bàn tay 13 hết rồi. Cam 30 rồi. Bàn tay 12 hết rồi. Rồi nhá, chị nào chưa có thì lên. Nhưng còn 30 nè. 30 nè. Cái này có 10 cam 30 nè. 12. Là Tê Thảo Văn. Là Tê Thảo Văn. Tay 12 là chị. Bàn tay 12 hết rồi, 12 kg. Cái này 18 kg nè. Cam 18 và cam 12. Cam 18 và cam 12. Số nhỏ ấy, toàn bộ size mà size cho bé là nguyên lên luôn cho chị em mình là giá 35.000. Còn của người lớn lên chị em mình 39.000. Rồi nhá, chị nào chưa có chốt. Tay hết rồi, tay 12 hết rồi. K18 cho chị Nguyễn Thị Tú có rồi. Đây nè, Nguyên nghĩ cái này là có đủ size ấy. Nói chung là hay xui nhá. Ngày mai nếu có thì Nguyên sẽ bóc cho chị em mình luôn. Nếu có hiện tại ấy, là Nguyên đang cầm size 60kg nè. Hy vọng là cái mã này còn size. K13 hết rồi, 12 quay đầu. Chứ bình thường không có quần ra trời. Vàng từ từ nhá. Lên luôn dùng mã màu, chị em mình thích cái này, chị em mình cứ lên luôn dùng cái này kèm số ký đi nha. Chị em mình chỉ cần lên số ký, gạch số ký, nếu như có ngày mai có Quân sẽ bóc cho chị em mình luôn nha. Được chưa? Cái này Quân thấy số lượng nó ok hơn xíu thì chắc là có sai. Mà có thì có, không có thì thôi nhá. Để chị em mình kêu hồi tối Nguyên nó chút rồi, mà giờ sao lại bóc không có. Chị nào lấy cái này lên dùng gạch số ký luôn dùng Nguyên đi nha. Cái này chắc nghĩ là có. Còn màu nào 50-14 à? 50-14 chọn xíu. Chị nào lấy cái này, thích cái mã này mà để mang cặp cho mẹ con, cho gia đình thì lên luôn dùng mã này. Gạch số ký luôn dùng Nguyên đi. Bao nhiêu ký dùng Nguyên nhá. 39k nha. Qua cái mã này thì Nguyên nghĩ là có đầy đủ size mã này. Chứ còn cái mã mà cái mã đôi dép hôm bữa là cũng hết rồi, còn có mấy cái. Rồi nhá, chị nào thích thì lên. Màu ba kìa, ghi cái mã màu đi. Ok, chị em mình cứ gạch số ký luôn dùng Nguyên đi. Chị em mình cứ gạch số ký đi, bao nhiêu ký chị em mình gạch số ký lên đó, mã này lên cho em mã bộ. Chị em mình cứ gạch số ký lên đi. Cái này được có 2 cái 20 ký hồi nãy chị nào hỏi nãy giờ. Em Lê Trần đúng không? Hồi nãy chị hỏi em Lê Trần hỏi với 20 ký đúng không? Đúng không chị ơi? 20 đến 25 nè. Áo sắc nách chị mang nãy hả? Hồi nãy là Nguyên mang cả bộ mà. Hồi nãy mang cả bộ. Rồi nhá, chứ chị em mình cứ lên cái mã gia đình đi. Rồi lên cho chị em mình cái mã này nữa.
cứ like buổi tối là view nó lèn sèn làm biến like luôn. Chỉ thích lựa hàng lẻ ra sale thôi chứ còn mà. Từ từ để em coi thử. 25 có, từ 20 25 có. Màu 722 thì ba cứ ghi đi coi. Mã nào nãy giờ toàn bộ mã màu đó. Mã màu. Rẻ, Nguyên nói thật sự chị em mình mà đã in áo gia đình là chị em mình biết. Hàng khô, hàng thô người ta cũng được cho chị em mình 70-80 nghìn. Còn mà đúng mà có tông tàu nguyện như thế này ấy, người ta mà in in cách nhiệt ra, in decal ra thì cũng phải tầm ở 100 mốt. Sương thu 40 cho chị con 20 để chị ba cái ba màu thấy được cái đây đã nha. Vàng 25 cho chị vô thường. Chị vô thường và cho chị em đi trần cái đã này. Vô thường và em đi trần cái đã. Cái này cho vô thường và em đi trần. Được, trước tiên là được con này đã nè. Còn cái nào tính sau. Vô thường với em đi trần. 35 à? 35. Rồi xe này xe 18kg nè. Xe 18, xe 30. Chị nào lấy vàng 18 lên vàng 18 luôn dùng 35k. Vàng 18, ai lấy vàng 18 lên vàng 18. Không có chị ơi. 18kg có nè. Còn cái số này hẳn lên 60kg chị lấy không? Hẳn 60kg mang rộng rộng. Bộ em đang mang có nha chị Thúy Hồ ơi. Bộ em đang mang là 79k. 79k. Dạ được trước cái đã nè. Con này có size 18kg nè. Và size 60. 18, 60. Và cái này đến 75. Ai có cái này phát nguyên bộ nguyên ấy đi chị em mình ơi. Thực sự nếu 60kg chị em mình mang thun phương rộng cũng đẹp nhá. 18 nè, 30 nè, à quên, 18, 60 và 75. Ủa, cái trừ cái mã gì nữa hả Nguyên? Thì tú lên 18, 60, 18 rồi đó. Hồi nãy cái mã hồi nãy đi. Hồi nãy 75, 75, 18. À đây đây đúng rồi, đây đúng rồi. 18, 60 và 70 đây. 18, 60 và 70 đây. Ok chị, 3 cái nè. 18, 60 và 70. Rồi ok nè. 75 được. Rồi còn hai con này 75kg. Còn hai con này 75kg. Chị nào lấy 75kg lên 75kg. Và hai con này xem 18kg. Một con 35 này. Hay là 3. Một con 35, hai con 39. Chứ không phải hai con 39, một con 35. Thế thì hả? Anh nghe không kỹ. Rồi chị nào lấy cái này lên rồi quay cho chị em mình mã bộ nhé. Quay cho chị em mình mã bộ nữa. Rồi qua nhé. Còn nhưng mà thôi giờ nó lẻ tẻ xíu. Còn 75 thôi chị ơi. Còn 75 hết 60 rồi. 4 áo 75 luôn à. Được có 3 áo thôi. Có 3 áo nhé. Còn được 3 áo. 75, 4 áo luôn. Được 3 áo thôi. 3 áo 75 thôi chị ơi. Được 3 áo thôi. Thôi tổng 3 áo rồi còn 2 con xe 18kg là hết. 2 con này xe 18kg. Rồi nhé. Tương tác với chị em mình ơi. Nữa mà không có sai là. Hết rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi ơi. Thời gọn hơn rồi đấy. Còn cái mã màu nó nói chung là số lượng nó ok hơn xíu thôi. Còn tất cả các mã là hết rồi quý vị ơi. Quý vị ơi, mã màu, mã màu. Cái mã đôi dép thì còn được mấy cái nè. Đôi dép thì còn mấy cái lên luôn. Từ từ, bỏ ra cộng đi xã, cộng đi cô ta nè, đây nát cái để uống, mã cây dừa nữa nè, đây nát mã này đi, rồi lên nát hai mã này nữa đi, rồi chọn luôn, đây cái cộng này cô ta để lên uống, mã gấu này mà không lên là tiếc nè, biết con gấu hay con chó nè. Thôi, rút cho chị lại một con 75 này. 70 75 còn một size. Rút cho chị một cái, rút lại một cái. Rút lại một cái CL. Rút lại một cái CL. Mình rút lại họ 4 cái mà. Thì ba cứ rút lại đi. Bỏ bớt một cái CL đi. Hồi nãy bỏ 3 cái CL rồi. Ôi trời ơi, cái này cứ té.
cô te chưa, 12-13 kg lên luôn. Dưỡng mã vàng đi, cái này xinh lắm nè, được có con thôi. Trà ơi, 1 cái 9, 1 cái L, 1 cái 6. Ba cứ rút cho mẹ 1 cái size L ra đi, đừng có ấy nữa. Lên luôn dụng mã vàng gấu luôn dùng nguyên này. Cô ta cho 35.000. Size này dành cho bé nhà mình 13 kg đổ về là chút đẹp. Cái này của ta. Ai lấy cái nào lên đi. Đẹp lắm. Được có con, sót có con thôi. À, số 5, cái số 5. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Từ size 18 nè, size 12 nè. Vàng này bao nhiêu đây? Size 30, 35k. Vàng này 12 à? Ờ 12 kg. Size 35 kg nè. Rồi size 55 kg nè. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên cho mã chó đi. Còn hình con gì nè. Rồi cái này căng cái số rồi. Size này 18 kg nè. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã đen 18. Đen 18 nè. Đen 12 nè. Đen 18, đen 12. Đen 35. Đen 55 kg. Ai lấy đen mã đen này lên đen luôn dùng nguyên. Lấy từng đó số ký. Chốt lên đen luôn dùng nguyên, kèm số ký luôn dùng nguyên. À, vàng gấu hết rồi đúng không? Thấy chị Văn. Quần lửng chị ơi, quần em, bộ em đang mang. Đó 32 cho Phương Phạm. Quần lửng em đang mang. Thế vậy Phương Phạm là lấy 35 luôn ấy, chứ không có là cả 32. 35. Rồi 55. 55 một con. Rồi còn toàn bộ là size 18, 55. 55 đây. 18 18 đây. Ok. Nguyễn Thị Tú này. Rồi còn toàn size nhỏ. Còn toàn size nhỏ, size 12, 13 thôi. 12, 13. Còn mỗi mã chó này size 12, 13. Anh lấy chó 12, 13 chút. À, ok, rồi này cho cẩm tú cầu này. Cho cẩm tú cầu này. Cẩm tú cầu này. Cho cẩm tú cầu này. Rồi nhá. Rồi nhá. Ai lấy mã này. Rồi mã cuối cùng. Ráng nốt một mã này nữa thôi. Mã này chắc là nhiều nhiều này, chắc có số lượng chứ này. Có nhiều sao chứ này. Rồi qua luôn cho dễ mình mã bộ. Cẩm tú cầu đến con cái này. Được có cái. Thế. Cẩm tú cầu một cái. Xe 13 đi. 13 quay nè. Ô. Ô, 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 ô. Cái này toàn xây bự. Toàn xây bự. Lên xây bự trước nha. Rồi lên những mã dừa trắng dùng nguyên đi, xây 75. Dừa trắng xây 75. Chốt mã dừa trắng xây 75 luôn dùng nguyên 39k. Đang 35 nguyên hết rồi. Chốt mã dừa trắng từ xây bự xuống xây nhỏ nha. Rồi lên mã dừa trắng chốt nguyên. Dừa trắng 75 kg. Lên mã dừa trắng 75. 1, 2 3 con dừa trắng xây 75. 4 con dừa trắng xây 75 nha. Ai lấy dừa trắng xây 75 lên dừa trắng xây 75 luôn dừa nguyên. 75 kg đổ về ấy. 75 nè. 70 đổ về nè. 60 đổ về nè. Con xây bự, con này xây nhỏ hẳn luôn. Cái này nhỏ là nhỏ hẳn luôn. Nhỏ hẳn luôn, nhỏ hẳn 12, 13. Con này xây 55. Dừa trắng 75, 55, 50, 50. 75 nè. Mấy nữa? 55, 50, 50. Không, 75 nè. 50 nè. 50, 55 ấy. Được hai con đấy thôi. Cho ai đấy? Thị Tấm. Thế? Thị Tấm. Hai cái lấy không? Có đơn chưa? Không biết. Lấy cái này mang rộng rộng chứ được nè. Xây 60 đổ về. Xây 60 đổ về. Rồi toàn bộ này muốn đọc lại với dễ mình nè. 70 kg, à 75 kg đổ về, 70 kg đổ về, 60 kg đổ về và 12 kg đổ về. Chị Tấm lấy không nè? Ai lấy thì lên luôn dùng nguyên cái số ký đi. Khó giờ giờ chút để chút cặp có rất là khó. 50 thôi nha. Ok chị. Cho chị Văn Lê 70 nè. 70 với 75 cùng sai chị ơi. Sai 70 với 75 cùng sai. Xe 60. Chị Tống lên thông tin đi nha. Cho lên thông tin cho em đi. 79 nhân 2 đó. 50 với 75 cùng 79 nha. Xe 60 nè. Xe 60 nè. Đây Nguyễn cái gì mà thích tìm kiếm. Đây nè. Cho chị Văn Lê nè. Văn Lê nè. Ok. Chị Tài Nguyễn à.
chị Tài Nguyễn cái gì đây? Cho chị Phạm Thanh Beo nè. 65, 28 không có rồi chị Thanh Beo ơi. 65 là không có rồi. 75 và 55. Lấy 75 và 60 nhá. Nhung Phan Cẩm. 75 và size 60 thì chị mang sẽ hơi rộng rộng xíu. Hơi rộng rộng xíu nha. Chứ còn mà để sát thì khó lắm. Nè. Nhung Phan Cẩm lên. Trời ơi cái này hỏi cái đầm không người. Nhung Phan Cẩm. Nhung Phan Cẩm. 12, có size bé chị ơi. Ok. Thứ 12 13 có đúng không? Thế là cho chị Thanh Beo kéo lên cho chị Thanh Beo này. 65. 65. 65 đây. 50 đây. 50 nhưng là lấy cái này không hơn chứ thế. Nhưng Phan Cẩm là 2 dừa. Ờ 2 cái gì? Nha, mang hơi rộng xíu, mang phông rộng rộng xíu. Ok, Phạm Thanh Beo 3 này. 39 x 2 cộng 35 này. Phạm Thanh Beo 3 này. Nhưng Phan Cẩm có rồi. 12, 13 cái rồi. Ok, hệ thống có thông tin. 75. Trừ có 75, 60. 50 thì sẽ hơi rộng xíu. Nha, chị ok, lái nha chị Ái Văn Ngô. 75 này. Ô, hết 75 luôn rồi. Hết 75 luôn rồi chị ơi. Hết 75 luôn rồi. Rồi qua đi. Qua mã bộ hay like cái mã này cực quá. Con này có 35kg nè chị em mình. Được con 35kg nè. 35-37. Giờ không có size 75 rồi. Nha, có 70. À đây, đây 75. 70. Tôi lấy thêm số 9 nữa. Lấy thêm số 9 nữa. Rồi ok, chị Ái Văn Ngô. 50kg mang cái này hơi. Đây nè. Giờ người ta mang rộng rộng ok luôn ấy. Nha. Trừ ba cái nha. Trừ chị Ái Văn Ngô đi. Ái Văn Ngô đi. Ba con. Con về còn giá à. Khổ. Cái áo người ta đi mà hỏi váy hay áo. Chán mấy người quá đi. Rồi qua đi nha. Qua nha. Lên bộ đi chị em mình. Rồi tương tác đi chị em mình ơi. Thả tim. 60 với 36 à. 60 với 36 có này. 36 hồi nãy nó lấy 37 ký quay đầu này. 60 với 36 cho chị Thúy. Thúy Phan. 60 nè, rồi lấy con số 7 nữa là được nè. Con số 7 nữa là ok nè. Rồi. Ok nè. Thúy Phan. Rồi. Tài Nguyễn à. Tài Nguyễn đây. Thế mai làm đơn bỏ ra đi thầy. Mai làm đơn bỏ ra đi. Mai làm đơn bỏ ra đi. Đem bỏ ra đi. Bây giờ nó mang cái này nó đóng thùng hết. Màu sọt đóng thùng hết. Đẹp. Rồi nha. Qua đi quý vị nha. Tương tác lên luôn dùng nguyên đi. Thả tim, thả like, thả view gì đó đi. Cho nó open nhún nhảy gì đó đi. Cho nguyên lên luôn cho trẻ mình những cái hai bộ này. Nha. Tương tác đi quý vị ơi. Giờ lên bộ gì đây? Ưa lên cái bộ gì đây? Lên cái bộ này đi. Lên nói luôn chị em mình bộ này 49k lên trời đi mang. Mang cái bộ này cho nó mát người. Mang cái bộ này cho nó khỏe cái người. Rồi lên luôn cho chị em mình mã bộ này. Lên nót nha, đẩy luôn nha. Bán gọn luôn nha. Size chị em mình đến 60 vẫn mau ok. Riêng mà trời này mà chị em mình phát mấy cái bộ này thôi. Siêu sướng, con này dòng của nó là đuổi lụa nha. Siêu sướng, chốt lên những mã bộ xanh ngọc luôn dùng nguyên. Từ 40-60 chị em mình mang được. Từ 40-60 là chị em mình mang ok. Lên mã này luôn cho chị em mình luôn. Chị em mình nhìn này. Con này chắc của nó là đuổi lụa nha. Bán tặng nó luôn chị em mình con này 65k luôn. Còn được từng này bộ màu xanh. Chốt lên luôn những mã bộ xanh. 65k gọn kho nhé. Ai lấy cái này lên cho mã 60 luôn dùng nguyên. Cái bộ này đăng lên này lại hỏi là bộ bé ta. Chốt lên luôn những mã này. Lên luôn chị em mình nó 65.000. Từ 40 đến 60kg là mang ok hết nha. Chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng mã này là mã 65 xanh.
Comment lên luôn những mã này là mã 65 xanh. Ai lấy 65 xanh lên xanh. Xanh cho chị Văn Lê. Văn Lê. Chị Nguyễn Ánh từ từ này. 75 Nguyễn Ánh chứ còn 50 là hết rồi. Chị lấy cái mã bàn tay kìa có chị Nguyễn Ánh ơi. Văn Lê đây. Ok Văn Lê. Yeah. Em lên màu gì thích màu gì chút màu đó thì vì cái này cũng còn lẻ tẻ sai không còn. Còn màu 65, còn vàng, còn đen, còn hồng, xanh, 4 màu. Vàng, đen, hồng, xanh, 4 màu, 65k. Cái này còn không up lên trang cá nhân đâu. Nhiều khi là up lên trang cá nhân chị em mình hỏi đặt là không có, chị em mình là kêu. Nhiều chị bảo như thế này chứ. Chảnh đặt hàng không thấy trả lời mà nhiều, thực sự là bên nhà Nguyên cứ nhân viên thì cứ chăm chú chốt trên like nè. Cái rồi trên comment nhiều khi không đọc hết comment cái là không chốt đơn được. Chị em mình bảo kêu là bán hàng mà chảnh khổ đời lắm luôn ấy. Nhiều chị nhắn tin qua là nhiều khi là nó trôi tin nhắn rồi là tin nhắn chờ nữa. Chốt lên chứ chị em mình nghĩ ai không muốn bán được hàng đúng không? Thế là anh chị có vụ chảnh ở đây. Nhiều chị bảo chảnh. Có người bảo là chảnh khổ. Chốt mã xanh 65k. Xanh cho chị Văn Lê rồi. Thúy Hồ này. Thúy Hồ 65. Bộ này trời này chị em mình mang xước. Chị xước hay chị em mình mang lanh. Lanh chị em mình mang nhăn, mang nhào, mang rút. Cái này không nhăn, không nhào, không rút. Dạ tên chị em không mang đồ luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã xanh 65. Bóc bên kia còn vào chi cho xả lên cái. Bóc lên kia cho vào xả lên luôn đi. Máy màu đi. Trên cùng trên góc bộ nó có vàng, có hồng, có đen. Vàng, hồng, đen 65k từ 40-60 chị em mình mang ok. Cho chị Hồng Phụng. Không phải đen nữa đâu. Phải đen nữa đâu. Đen nguyên sắc lên. Ba nhìn một màu cũng khác chứ ba. Mà đang lại đen nữa. Xanh cho chị Hồng Phụng. Rồi ba tông màu thôi. Ba tông màu. Mã là lên chị em mình là 65k. 65 vàng, 65 xanh, 65 hồng và 65 đen. Ai lấy màu nào trước màu đó luôn dùng đi nhé. Xanh cho chị Hồng Phụng. Xanh Hồng Phụng. Đang chị Hồng Phụng ngày mai em chốt nha. Bữa nay mang mua mặt đi mua giữa trời. Rồi 4 tông màu cho cái mã này. Còn tầm 4 mỗi màu, mỗi cọc là được 10 bộ thôi, không có nhiều nha. Từ 40 60 chị em mình mau ok. Chị nào lấy cái này lên cho mã 65 kèm màu. 65 kèm màu luôn dùng nguyên lấy lại cho chị em mình nè. 65 hồng. 65 đen. 65 vàng. 65 xanh. Thay vì chị em mình mua lăm thì cái này mang sướng hơn nhiều. Mang cái này không nhăn, không nhào, không rút. Đấy, mà nhẹ tên như là chị em mình không mang đồ luôn. Cái này dòng đuổi lụa với hồng, hàng mỏng mảnh đó chị em mình ơi. Hàng này toàn bộ cũng chạy luôn cho em mình sát giá. Người ta bán cho chị em mình được ít nhất chỗ người ta bán cho chị em mình bộ này bộ 95.000. Mà 65 cho vỏ thì hề. Bộ này chỗ mà nó rẻ nó bán cho chị em mình là 95.000 bộ. Chị em mình cứ đi dạo đi. Riêng cái này cũng đi luôn cho chị em mình là gần như là đi sỉ. Hồng cho chị ở Thúy Hồ. Bộ nam tối nay bộ nam đang không có hàng chị ơi. Không có hàng. Hồng xanh cho chị Trăng Phúc. Thứ trên đặng đang bữa nay đang thui thui không có hình đại diện cho chân nè. Có chứ đang hồi. Giờ nó mới nổi. Hồng xanh cho chị Trăm Phúc. Đây. Hồng xanh chị Trăm Phúc. Xanh cho chị Hồ Hằng. Hồ Hằng. Đen thứ trên đặng. Rồi ai chưa có thì lên. 65.000 bộ này bao rẻ luôn vậy mình không? Cắt xuống. Mang nhẹ tên như là chị không mang đồ luôn ấy. Cần gì cái này, những cái này là những cái liệu mới. Hồi xưa ấy chăm chăm trời, trời nóng thì phải mang lanh. Nhưng mà cái này sướng hơn mang lanh mà. Này dạ không nhăn, sướng cái là không nhăn. Ok chị nhá. Xanh cho chị Lê Nguyên. Ok, mai đi đơn được rồi, nhiều rồi. Màu cam, dạ màu cam này lão bé. Xanh này cho chị Lê Nguyên rồi sao. Xanh cho chị Lê Nguyên. Lê Nguyên chứ không phải Lê Nguyên. Lê Nguyên. Lê Nguyên. Ôi chào ơi. Đây khi mà xả đi. Phải xả, phải xả không? Quất lại góc này là góc xả rồi. Để để nó chưa xếp. Chưa xếp thì chưa xếp. Ghi chữ xả to cho này chưa xếp. Lê Nguyên hoặc Lê Xuyên Thu. À, lộn. Cái này Uyên Thu. Nên lộn lắm Uyên. Hồng
10 ký là cũng ở đây nè. Ok chị xin thu. Rồi lên luôn dùng nguyên cái bộ này. 79k đúng không? Lên luôn cho em mình là 69k. Comment mã này là mã bộ Thái luôn dùng nguyên. Riêng thun Thái là giờ không cần phải quảng cáo nữa nha. Bán nhiều quá rồi. Một tháng mình chạy không biết bao nhiêu bộ Thái rồi. Khách nhà nguyên người ít nhất cũng 3 bộ. Nhiều người đã mua rồi, người 3 bộ. Rồi lên luôn những mã này là mã Thái 69k luôn. Bộ đó đang chạy với em 79k. 69k. Bộ màu đen hồi nãy chị nào chưa có nè. Màu đen cho ai à? 69 nha. 69 đấy. 69. 69 với ai bằng ngô 69. 69 nha. Ai bằng ngô. Rồi ok. Ngô đen hồi nãy chị nào chưa có nè. Ngô đen lúc nãy chị nào chưa có. Lên ngô đen nè. Ngô cam nè. 69. À quên 79k. 79k. Rồi lên luôn dưỡng mã này. 15k nốt luôn. Size 57. Chút mã áo nam 15k size 57 luôn. 15k size 57. Cái chị em mình cứ vô mua cái. Mà từ ngày 5. Bộ đùi 89 còn màu đen. Còn đen Mickey. Với đen cái chữ này nè. Có hai đen mà. Đen Mickey và đen chữ. Để chữ này có máy xếp thôi. Đen chữ số này nè. Đen chữ số và đen Mickey đây nè. 15 tí pha. Mà Thúy Phan chia sẻ. Cái này ưu tiên cho chị nào chia sẻ. Ưu tiên chị nào chia sẻ đi. Áo này 15 à? 15. Đây chị ơi. Đang còn mã đen này và đen Mickey. Bộ này đẹp lắm. Sắc đẹp lắm chị em. Mình cứ nhận hàng bộ này về dùng nguyên đi. Giao bộ mố đen đạn tình. Đạn tình có đơn chưa? Chưa. Chị lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên thông tin được chút. Tài Nguyễn. Đạn tình mô đen rất hay ra. Cho chị đạn tình không lên thông tin thì bỏ qua cho chị Tài Nguyễn thôi. Đây nè. Ừ, đạn tình lên thông tin nha. Chị không lên thông tin để em chút cho người khác nha. Rồi lên luôn những này bộ nhẹ. Bộ nhẹ này xây cho chị, cho bé nhà mình 18 độ về. Bộ này hàng cũng chạy 95k nè. Lên luôn cho em mình bộ này 65k. 65k bộ nhẹ. Bộ này chạy 95 không bao giờ nó đi vào size 18. Bộ đen à. Bộ đen này cho chị Thúy Hồ. Thúy Hồ 89 này. 15 hết rồi. Chốt lên luôn những mã bộ bé luôn. Dùng lên đi 18kg. Cái này lên chị em mình là 65k luôn. Hàng này hàng Nguyên đang chạy cho chị em mình 95.000. Chị nào lấy bộ 65 lên bộ 65. Con này hết giá sale này. Nó thật sự con váy nè, hàng hot girl nó chạy luôn cho chị em là 155.000, không bao giờ nó điêu. Mà chắc của nó là nó còn mỏng hơn con nè. Cũng là chạy gọi là dòng rip. Rip nó mỏng hơn. Em tìm áo cho chị chưa? Chưa. Em like sao tìm được. Nhà em thấy tin nặng 65. Váy này size 57 độ. Đang lên công ty nha. Chúc mã 49k luôn. Dù bàn con áo thun bo rip cũng bán chứ mấy. 57 độ về. Chúc lên luôn dùng mã này là mã bi. Chị nào lấy bi chút lên bi luôn dùng nguyên nhé. Comment lên bi luôn dùng nguyên. Chị không lên thông tin bỏ qua cho chị Tài Nguyễn đi. Đang chữ cho vô thường. Đang chữ này à. Đang chữ cho vô thường. Bỏ qua cho chị Tài Nguyễn đi. Chị không lên thông tin thôi mất công xã nữa. 49.000 con này lên chị em 45.000 luôn. Khoa đẹp này. Chị em 60 vẫn mang ok. Và dòng này dòng rip. Tình không lên thông tin. Bỏ qua cho chị Tài Nguyễn đi. Không, không cần phải nhắc lại đâu. Mất công làm xã nữa. Nhiều chị không lên thông tin. Xin thông tin là chị em mình giống như là người nổi tiếng luôn ấy. Hỏi tới hỏi lui ship rằng rồi sao đắt thế. Các kiểu đây con nữa nè. 45 trắng 45 vàng. 45 trắng 45 vàng. Con này còn giá nào nữa trời. Còn xanh reo này không biết là cái này. Con áo này cũng bị gì luôn ấy. Riêng cái màu này phải đi vậy mình ba lần mà xây mờ. Nhiều chị hỏi không có chứ phải đâu. Không chị ơi. Không chị ơi. Không chị Trần Phương Thảo ơi. Váy nhà Nguyên còn rất là nhiều. Nhưng mà không nó cũng lẻ. Chút lên mã 45 con này đẹp lắm chị em. Thí Phan. Con này lên chân mã xình xanh. Xe 55 quay đầu.
Tìm họ con này không ra á chị em mình này. Có số điện thoại này. Ai? Nhưng mà điện xả đó không thấy à? Mua được con 2 ngày rồi. Vàng cho chị Nguyễn Thị Tú. Vàng Nguyễn Thị Tú 45 luôn. Đây luôn dương mã xịn. Mỗi con áo là có kèm phiếu kiểm nghiệm chống tiêu UV. Mỗi con áo đều kèm phiếu chống phiếu kiểm nghiệm chống tiêu UV hết rồi nè. Size này 55kg đổ về. Con này không cần quảng cáo nữa nhé. Tại nhiều quá rồi. Con này ai bảo chị em mình này, nhiều chị hôm bữa bảo là con này về ta nói 500.000 khác cũng tin, người khác cũng tin. Nguyên bán 69.000 con này lên chị em mình 59.000 xanh rêu. Chốt mã xịn luôn dùng nguyên. Cũng năm trắng em hết rồi. Vàng rồi nha, hết trắng rồi. Hết vàng hết trắng rồi. Chốt mã xịn luôn dùng nguyên. Ai lấy xịn lên xịn luôn dùng nguyên nhá, xịn 59. Comment lên mã xịn 59. Ai lấy xịn 59 lên xịn 59 luôn dùng nguyên. Còn mấy con này, 3 bộ này. Đây luôn dùng mã đùi. Đồ này đang nói cho chị em là 69k lại được 3 bộ. Còn được 3 bộ mã này. Lên nó bán tặng luôn chị em là 69k. Xem ra cái cả thu cao. Bộ đang còn 3 bộ lên mã 69k luôn dùng nguyên. 57, 58 độ về chị em mình chất đẹp. Bán tặng nó luôn. Bộ đùi 69k luôn. Cái này toàn bộ là hàng có tông xịn luôn nha, được 3 bộ thôi, tặng 69k luôn. 57, 58 độ về là chị em chất đẹp. Đến con áo này chị em lấy 60 vẫn ok luôn. Chắc đẹp lắm. 69k luôn, xịn hết rồi chị Trần Kim Hồng ơi. Chốt mã tặng 69k luôn đi cho nó gọn này. 3 bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên chung mã bộ hồng. Bộ này đang chạy 79k này. Đang còn 3 bộ nhé. Toàn bộ đùi hết 69k. Hàng F21 này. Xinh đẹp nha. Cho chị lúc cái lúc kẹt cái bộ 69 này. Rồi còn 2 69 nha. 69k 55 à, 57kg đổ về. 3 bộ thôi. Bộ này lên chạy mình bao rẻ luôn. Còn đúng 3 bộ lên đoạn thôi. Chị nào chưa có cái này lên chung mã tặng 69k luôn dùng nguyên. Xay 55, 57kg đổ về là chạy mình chút đẹp. Chắc đẹp lắm nha, chị em mình để ý luôn dùng nguyên này, giãn sướng. Chị nào mà thích mang ôm được là 60 chị em vẫn mang ok. Có 3 bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên chung mã đùi tặng 69k. Ai lấy đùi 69 lên đùi 69. Có lấy 69k chị em mình không tranh thủ mùa tiếp á. Rồi cái này có cọc. Cọc màu đen, đen trơn. Chốt lên mã này. Đen trơn. Size 5 à quên, sorry con này size đến 60. Size đến 60. Chị nào mà tương tác lên đi chị em mình ơi. Thế đứng đơ thì lại like mệt lắm. Rồi lên chưa mã tặng đen cho luôn dùng. 9 cho 8 trần. 8 trần à? Quen lại. Quen. Xịn hết rồi nha. Má xịn em hết rồi. Đùi đâu? Đùi đây. Đùi đây, đùi đây. Để mình nát. Đùi hồng kìa. Từ bên này không thấy, không thấy nhảy comment nữa đâu. Rồi lên luôn những mã tặng trơn. Tặng trơn luôn. 55, 57 chị nào cao lên được 60 bạn mau. Ok chị em mình nhìn này. Cái này chị em mình nhìn này, chắc này. Đấy, có bộ nó đây. Ta like mà giống như người trên mai đó bà. Gì vậy vô? Ái Văn Ngô à? Đùi Ái Văn Ngô có không? Không có à? Hết rồi. Hết rồi mấy du ơi, để con coi xíu rồi còn cái gì lại tải thì sao nó luôn. Lên luôn cái ai alo đấy. Hồng xanh 65 gì đấy. Cái gì hồng xanh 65 đấy. Hồng xanh 65 ở đây nè. À hồng xanh 65 thì bắt đi. Trăm phút. Trăm phút nãy rồi mà. Đó à. Ô thế thế thì cái này bị ảnh. Thế cho đổi cái điện thoại đi. Nhìn cái điện thoại này không biết giờ mới nổi lên tới từng đó. Sao không thì mình lên sau thì không được chứ sao. Có cái gì không đâu. Đổi thì để xuống đây chứ có cua một đau. Không vừa đâu chị Nga Nguyễn ơi, 60kg thì lấy màu khác. 69 hồng hết rồi. Rồi lên luôn dựng mã này. 19 luôn. Có tông tàu đẹp lắm chị em mình nhìn nè. Đây chị em mình nhìn nè, giống yên bán như vậy mình hàng hàng si hàng khô luôn ấy.
Đấy, giá này giống y bán vậy em, mình hàng si, hàng khô luôn ý. Hàng cotton khô, hàng TC. Rồi lên luôn dưỡng này. Cho chị xem áo vàng trên bàn, không phải cái này áo bé chị ơi. 35.000 nhưng mà size này size 12 thôi. Còn được hai cái size 12. Size 12, 12 và 14. Rồi lên luôn dưỡng mã 19. 19k. Tin nổ không nhận con hàng này về cho em mình giật mình luôn. 19k luôn. Chị nào lấy 19 đen, lên 19 đen luôn dùng nguyên nhé. Lên mã 19 đen. Size chị em mình 57 58 được. Chị em mình cao 60 vẫn mang ok, khách nhà nguyên 62 cái vẫn mang được, mang ok luôn. Một con áo đen trơn, thun cốt tông mịn. 10 hồi nãy bán 19k. 19k ai lấy đen 19 lên đen 19 luôn dùng nguyên. Đen 19k. Thế chị em mình đi đâu ấy? Nhận hàng con 19k về dùng nguyên đi. Con đó mà cầm quảng cáo nhiều thì mệt quá. Rồi nha, lên cái gì nữa đây, bán tặng cái gì nữa đây. Đây là còn con bụt không trời. Tặng gì nữa đây, mấy tình yêu ơi, bộ thì là cũng đứng. Bộ cũng im ra, im ra. Bộ nãy có bộ màu nu nè. Bộ 65 có bộ màu nu nè. 60 có con màu hồng xịn nè. 60 có con hồng xịn nè. Tặng cho chị em mình một mã bộ 3D đi cho nó đẹp đi. Bán tặng một mã bộ 3D đi. Con này size XL nè. Mã xịn XL size 60. 62 vẫn mang được. 59k gọn luôn, cái này cũng hết rồi. Bao nhiêu được hàng. Rồi này chị nào lấy xịn size XL lên xịn XL nhá. Áo chống nắng, hàng 19 đen chị Nga Nguyễn. 19 đen Nga Nguyễn. Chị nào lấy cái này hò xịn size XL, XL hò 19 đen. Hàng S21. Rồi cái bộ này bộ 65 nu, còn bộ 65 nu size 60 đổ về, cổ V theo. 65 nu đúng một bộ thôi. Ai lấy mã này lên cho mã 65 nu luôn dùng đi. Tới 60 vẫn mau ok. Chúc mã 65 nu. Thì nào lấy 65 nu lên mã 65 nu. Rồi lên luôn những mã tặng bộ 3D. Phong bự á, phong này á, chị em mình 60 62 vẫn mau ok luôn. 65 nu cho 800. 800. Quen à? Không biết. Chị ơi, chị lên cả thông tin cho em đi. Chị nụ có đâu? Không. Xịn cho chị Tràng Kim Hồng. Phạm nụ không có. Hồi nãy giờ không thấy phạm nụ nữa. Thế thì là đó. Đây đây đây. Phạm nụ. Đây nè. Tràng Kim Hồng. Tràng Kim Hồng. Dạ anh comment nè. Ủa. Thì phạm nụ nữa. Phạm nụ đó. Tràng Kim Hồng là cái áo hồng. Thế nó phạm nụ. Trời ơi 60 vẫn mau ok. Chắc đã lắm luôn ý. Bao nhiêu? 59k. Trời trời nè, phát con này nè. Chắc bao đã nha. Mang như không mang luôn ấy, bộ này là bộ lửng. Thế. Bộ này bộ lửng có túi. Form này à, túi sau nữa là khác. 62. 65 vẫn mang được luôn, giảm nhiều nè. X là hồng khoát. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Ở đâu nó sót sót lại thôi. Rồi lên luôn những mã này. Tặng bộ 3D luôn dùng nguyên. Cái này cũng lên nó luôn kêu vậy mình luôn. 65k bằng với bộ kia luôn. Hàng đẹp nhá chị em mình ơi. Này. Chốt lên luôn dưỡng mã bộ 3D luôn dùng nguyên nhá. Trời này mang cái bộ này hề. Chốt mã bộ 3D rồi nha. Tặng kim hồng ok. Chốt lên mã bộ 3D 65k luôn. Có xịn rồi nha. Hết bộ, hết áo xịn rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết sạch xinh xanh rồi đấy, không còn chỗ nào đâu. Thôi sóc sóc lại thôi, bóc thôi. Rồi lên luôn những mã này bộ 65k. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Dòng này là dòng in 3D dùng nguyên nhá, bao mát luôn. Cái này còn tầm khoảng được 20 bộ nữa là hết. Chị nào lấy cái này lên cho mã 65. Trước mã 65, nhà áo phót đó là hết rồi vậy mình. Đâu nó rơi rơi rớt rớt lại cá thôi. Chứ không có còn đâu. Không có còn đâu mấy tình yêu ơi. Cái gì
cho Võ Thị Hệ. Bồ Thái nè. 3D cho Võ Thị Hệ. 3D đâu? 65. 65 cho Võ Thị Hệ. Cho 19 cho Tôm Suri, Võ Thị Hệ là Võ Thị Thu Hệ nè. Có Tôm Tái à, Thái hôm bữa mang cái màu đỏ đô chị em mình nhớ không? 79.000 đằng sót được bộ rồi nè. Chị nào lấy cái này lên cho mã bộ Thái 79. Một bộ thôi. Thái 79 nha. Ai lấy mã Thái 79 lên Thái 79 luôn dùng nguyên. Comment lên Thái 79 một bộ thôi. Cái này sót một con áo vàng 49k nè. Nhiều khách hỏi mà không có tìm ra nè. Trong cái đống áo nam này. Chị nào lấy cái này lên cho mã Thái vàng 49. Thái vàng 49, bộ thái xám là 79. Thái xám, bộ thái xám đẹp lắm luôn ấy. Con vừa mang cái bộ giống cái phô bộ 3D à, bộ đỏ đô đấy. Rồi lên những mã tặng áo nam tay 70k. Chị lấy cái gì? Lấy cái gì? Em lên nhiều mã chị bảo lấy cái gì, lấy rõ luôn giùm em nha. Vàng 49 cho Châu Gia, Thái cho Hồ Hằng. Châu Gia Hồ Hằng. Rồi chốt mã tặng áo nam luôn. À, 49 nè. Áo 49 bộ 79. Được hết chợ, hôm bữa em đã mang thử form rồi đó. Tặng nam xây 70k quay đầu. Hàng này là hàng công ty. Lên nó luôn cho chị em mình áo này luôn. 55k. 55k luôn. Thấy 79 em hết rồi chợ. Rồi lên cho mã áo nam 55k, size này là size 70k. 70k còn toàn bộ cái tập này là 70k hết, size XL nhé. Nè. Nói chung là hàng con này đẹp lắm. Rẻ nữa. Lên chị em mình nó 55k luôn, size 70. Hết Thái 79 rồi nha. Không, hết size L rồi. Size XL thôi. Size XL size 70k. Chị nào lấy cái này lên cho mã nam 55k luôn. Chị nào lấy nam 55 lên nam 55k luôn dùng nguyên nhé. Comment mã nam. Thấy cái bộ này còn. Bộ này lên tặng 69k luôn. Bộ này còn bộ tặng 69k. Cái này size 55 quay đầu thôi. Chị nào lấy áo nam lên áo nam luôn dùng nguyên nhé. Cho chị Hướng Dương. Hướng Dương là sao? Trời ơi, nó thực sự lên 55k nó rẻ ơi là rẻ luôn ấy. Thế chị em tranh thủ. Nhiều khi là sale rẻ quá là chị em mình phải lăn xăng thì chắc. Rồi lên mã này là mã 69k luôn, size 55. Chốt mã 69, size 55. Chị nào lấy bộ 69 lên bộ 69, size 55 đổ về thôi. Nha, đẹp lắm, chắc đẹp. Đây này, bo nhẹ ở dưới. 55 đổ về thôi. Chốt mã bộ luôn dùng nguyên. Bộ. Chị nào lấy bộ lên bộ luôn dùng nguyên 69k nốt luôn. Thế này thứ còn sót lại bộ hai bộ thôi này. Lên mã 6, à, quên đúng rồi. 69k luôn gọn. Ờ, theo lẫn chốt lên luôn dưỡng mã này luôn, bán tặng nó luôn cho em mình bộ này giá 79k. Cái này là cốt tông Thái nè, theo toàn bộ nè, set này đẹp lắm chị em mình nè. Chị nào lấy set lên set luôn dùng nguyên 60 độ về, theo toàn bộ hết. Chị nào lấy Thái 79, hàng này là hàng chạy 85 đấy, nhưng mà giờ rất lại bộ cho mấy nè. Chốt luôn dùng nguyên nam cho chị Nga Nguyễn đây. Ơi 55k làm gì có. 55k chị ơi, xây 70k. Chị em mình ghi rõ, comment rõ chứ không lại nhầm hết ý. Lên lại rõ ràng luôn dùng nguyên nha. Hồi nãy giờ nguyên không có size, không có cái size 55k đâu, size 70k thôi. Rồi size 70k thôi. Rồi nha. Mẹ thoát ra mẹ vô lại là không có được không em? Bị chi à? Mẹ bị thoát ra chứ. Bộ nè. Bộ cho chị Hồng Phụng. Robin Nguyễn chị lấy cái gì đấy? Bộ 69 là bộ này đúng không? Bộ Hồng Phụng. À, chị ơi chị Robin Nguyễn chị lấy cái gì mà lên số điện thoại đấy? Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái mã nào. Bộ là cái hồng hồ chứ. Đây đâu hả? Bộ 69 gì đó. Bị ảnh comment nhiều lắm luôn. Chín luôn cho chị Hồng Phụng, chị nhắn tin ra rồi. Bị ảnh comment đấy, bị ảnh comment đấy. 16/9, 17/9 luôn. Rồi ra xíu nữa, ráng xíu nữa cho được rồi. 10:30 rồi luôn đó. Rồi bị ảnh comment nhiều lắm luôn, không hề thấy luôn. Chị nhắn tin luôn.
cái vai bút có được không? Bút tự có không? Bộ này đi nốt luôn cho chị em mình luôn. 79k. Bộ nào cũng có tông thái theo 60 độ về. Theo này, đẹp lắm, con này đẹp lắm. Chị nào lấy cái này lên cho mã thái và. Không có 55kg nha Nguyễn. Không có 55kg, em có size 70kg thôi. Còn em mã này lên luôn dùng mã theo vàng. 79 theo vàng một con. Theo vàng 79 nè. Tiếc mấy cái bộ này tiếc. Hàng 85 hết đấy. Rồi lên luôn dùng mã này, mã chữ đỏ 79 luôn đi cho nó gọn đi. Thứ còn cái chứ mấy. Nha chị nào lấy cái này lên cho mã chữ đỏ 79. Size này 60kg chị em mau ok hết. Toàn bộ 60kg chị em mau ok hết. Rồi lên luôn chương mã này là mã thỏ đỏ luôn. Còn được 3 con nè. Toàn bộ là hàng thái. Có áo chấm eo size S. Là áo gì? Là áo gì? Rồi nhá, chị nào lấy cái này luôn chương mã thái luôn dùng nguyên nè. Nguyên có vàng này, đỏ chữ và đỏ thỏ. 79k gọn luôn. Bộ ngố thái dùng nguyên nhá. Chị nào chưa có lên. Trời ơi, ai nhanh tay có. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Comment mã này là mã 79k tím. 79k tím. Giờ tìm mấy cái bộ này hơi bị khó nè. Hơi bị hiếm nè. Nha chị nào lấy cái này lên chung mã tím 79 luôn. Comment lên tím 79. Ai lên tím 79. Theo vàng cho hồn phụng. Chốt xong mà nhắn tin qua. Đâu có thấy trên này đâu. 79 luôn à. 79. Bởi vừa coi bởi vừa nhắn tin. Chị nào lấy cái này lên chương mã thái tím. Không thì thấy giống như người mù luôn. Đây cũng đâu thái đâu. À. Rồi chốt lên luôn dưỡng mã này thái tím. Dễ mình thấy không cái thấy mình. Thế. Ờ à, không hề thấy comment của ai hết. Giống như bị mù màu ấy. Rồi nhá, thái tím. Chị nào lấy thái tím lên thái tím. Lên gọn mấy bộ này nó còn lẻ tẻ. Thái tím thái hồng. Hồng này là ôi giàu ơi, lửng nè. Cái này mà không mua thì biết mua cái gì đây. Tôi có gì với bạn cái trang của mình rồi. Tím gà tím cho tâm trần. Tâm trần 79 nha. 79. Hai hì. Người thấy người không. Rồi lên lưu dưỡng mã gái T60 quay đò chị em mình mau kia hết. Gái nhé. Ai lấy gái hồng lên gái hồng. Quần đen. Trời ơi, giờ hàng này bán chị em 79k tiết ngang tiết dọc luôn á. Nói thật sự luôn ý. Mấy cái bộ ngố thái mà bán 79k tiết ngang tiết dọc luôn. Giờ còn thứ còn bộ bộ à. Lên nọ gọn luôn cho chị em mình luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã gái hồng. Gái hồng size 60kg đổ về. Nên nó còn lẻ tẻ. Theo cam. Theo cam này 55 đổ về. Theo cam này cũng bộ ngố này size 55 thôi. Chị nào hầm cho chị Trâm Phúc. Hầm cho Trâm Phúc. Trẻ mình chấm tương tác, thả tim, thả view, thả like gì đấy đi. Nhảy cho nó nở thì có bị ảnh không. 79k luôn đi cho nó gọn. Rồi lên dưỡng mã cam. Cam này 55 đổ về thôi. Hàng S21 đẹp lắm. 55 đổ về thôi. Chị nào lấy cam toàn bộ theo chữ nè, ống bo nhẹ này, này. Đẹp chưa? Theo áo, theo quần. Hả? Làm gì còn lửng hỏng. Hết rồi. Chị nào lấy cái này lên chung mã thái cam. Thái cam nhé. Khách toàn nhắn tin qua không. Không được toàn nhắn tin qua không. Chị nào lấy cái này lên chung mã cam theo đi. 55 đổ về. Cái hồng hết rồi chị Phương ơi. Đây là có hồng không. Áo hồng đó em. Thu hình gái hồng phương cạn. Đâu cái này nguyên xác. Rồi lên chung mã theo hồng. Theo hồng là 60 vô tư. Cái này 75k luôn. Nhưng qua cái đó. À 79k lộn. 79k. Chị nào lấy cái này? Hồng 79 có rồi. Chị nào lấy cái này lên chung mã theo hồng 79k luôn. À quên, ờ 79k. Chị em nhìn chắc này 62 cái đổ về là chị em mình mau ok. Cam cho chị Nguyễn Thị Tú. Cam cho Nguyễn Thị Tú 79. Rồi chị nào lấy theo hồng lên theo hồng. Lấy 62 mà ok hết chị em mình ơi. Rồi nhá, chị nào lấy theo hồng, chốt lên theo hồng luôn dùng đi. Comment mã theo hồng 79k luôn, đi đẳng luôn cho nó gọn. Thứ còn cái cá dưới này. Nó tùm lum tàng len dưới này luôn. Rồi lên luôn những mã này là mã bộ phối. Bộ phối 79.000. Size
sao chị em mình 55 đổ về làm ăn đẹp, tại vì cái quần này nó không co giãn nhiều, những con quần khác co giãn nhiều, chú chị em đến 60 luôn ấy. Chị nào lấy cái này luôn cho mã phối. Phối này thôi lên nói luôn chị em mình 75k đi. Phối toàn bộ hàng này hàng Thái hết. Có tông Thái, bộ này Guta này. Chị nào lấy phối 75 luôn, lên nói luôn cho chị em mình. Cái này riêng con này chú chị em mình lấy 55 thôi nhá. Vì con quần này nó không có giãn nhiều, vì quần nó dài á. Nó không giãn nhiều, rồi chốt lấy 55 thôi. Không như những cái mã kia. Còn gì nữa không? Ôi chào ơi. Cái màu này. Ôi cái này tay dài rồi. Tay dài quần dài rồi. 55 đổ về thôi, chị nào lấy phát luôn, lỡ rút ra rồi. Thôi 79k luôn đi. Bộ dài nè, mua để dành. Không bao giờ có giá 79k mà đi nhập không ra được nè. Thôi đang luồn rồi. Này chị em mình nè. Đẹp chưa? Còn áo thun 39 còn chị ơi. Còn áo thun 39 còn. Thôi để mang ấp màu lên đi. Mang ấp cái mã màu của áo thun 39 coi. Trời ơi. Định nói là khách mà không chốt để nguyên lái luôn rồi đó. Thôi cái cọc này còn dài. Hết dài rồi nha. Dài bán bộ thôi. Thì đi nhập không ra 79k để dành. 55 nữa về. Chị nào lấy cái này lên trước mã chục 79k nốt luôn. Chục này toàn bộ chục theo này. Lên gọn đấy. Hàng này hàng xe 85 đó chị em mình nè. 55kg đổ về những cái mã hàng bo này. Chốt đến 55kg thôi. Đẹp lắm chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên cho mã chục. Chốt mã chục cam nhá. 55 đổ về. Chục cam 55 đổ về. Đây nó luôn cho chị em mình luôn. 79k chục cam. 79k chục cam. Ờ ok. Ok cảm thúc cao. Cảm thúc cao có rồi. Mã này là mã 89. Bộ dài hết rồi nha. Bộ dài nguyên hết rồi. Mã này là mã 89, size này đến 60, màu ok. Mã này là mã 89, còn mấy bộ lên 85 đi. Trời ơi, không, con này 65kg. Chút đi đơn luôn hà, còn màu chi xả. Chút nó coi bóc cái áo 39k hồi nãy, còn màu chi cho xả lên đó. 39 nha. Ờ, áo 39k ấy. Áo hồi nãy có hình chiếc dài, hình cô gái rồi kìa. Ăn trước cái sao, bóc màu thôi. Ăn trước mình sẽ bóc màu thôi. Nó bỏ máy tập vào đây rồi. Thật ra nó lấy thì cho nó giờ đi tìm. Trời ơi, cái này 65kg vẫn mau ok. Bộ này bộ xịn luôn được nguyên nhá. Nè, lên nót luôn. Áo phôm bự, phôm rộng luôn. 65kg vẫn mau ok. Không chị ơi. Không, tối nay không có bộ lanh mà già đâu. Tối nay không có lanh lớn tuổi. Cho rút cá tôi xả ra sợ. Không lại định 10 cá, 10 mỏ tôi chắc hết lên cho. Rồi lên luôn những mã này là mã 85, bộ này xịn nè. Chị em mình nhìn nè. 65kg vẫn mau ok, cho lên hết màu. 65kg vẫn mau ok. Nha, chị nào lấy mã này lên chung mã bộ 85, bộ này đẹp. Bộ 85, được còn từng này bộ 3-4 bộ nữa là hết rồi. Cái này còn đúng 4 bộ và size 65kg vẫn mau ok. Chị nào lấy cái này lên chung mã bộ 65k. Ôi lộn, 85k nhé. 85k. Hàng này là hàng hãng đó chị em mình nhìn nè. Được chưa, chị nào ưa cái này lên luôn dùng nguyên này. Bộ này đẹp, 85k gọn. Giá là giá nhà nguyên bán. Chị dục qua đây là chốt. Tắm tràn kìa. Rồi lên tiếp luôn dùng nguyên cái này. Cái nào không thấy luôn rồi đó. Thấy chị Văn Lê rồi. Bộ 85 cho Mata Maria. 800 Mata Maria nữa, mà đang cứ nháy đây. Chưa đâu. Làm chi mà nó. Rồi lên luôn dưỡng này 39k luôn. 39k. Màu rượu, màu tím, màu hồng tím, màu xanh nhạt. Được chưa, màu xám đậm nữa, 4 màu. Chị lấy màu nào chút màu đó luôn dùng nguyên nhé. Bị ảnh comment quá chị em mình ơi. Không có thấy được cái gì hết luôn. Rồi nha. Hồng 39 là gì trời.
chốt bộ phối cho em chưa chị, cho chị Hồ nữa này. Bộ phối cho chị Hồ nữa này. 75 cho chị Hồ nữa này. Thấy chị Nguyễn Quỳnh Như rồi. Rồi đây mã 39 cân đang còn các màu và cả xám đậm nữa. Màu này màu hồng tím nè. Hồng tím nè, hồng nè, màu rượu nè. Và màu xám đậm nữa là hết, còn 4 màu thôi. Đây cùng 4 màu mã 39, ai lấy nữa chốt xong ngưng like cho chị em mình không? Nha, xong ngưng like đi. Xám đậm nè, hồng tím nè, hồng này nè, hồng đậm nè. Và màu này giống như màu rượu ấy. Rồi nhá, 4 tông màu, mã này tặng 39k, xong ngưng like nhé. Màu xám đậm cho chị Trăm Phúc. Xám đậm cho Trăm Phúc, 39k luôn, size này đến 65k chị em vẫn mang được luôn. Con này bao rẻ. Ai lấy cái này nữa chốt luôn dùng nguyên nhé, 39k. 60kg không vừa nhưng mà chị không có. Chị Nga Nguyễn không có bộ giày cây đúng không? 60kg là không có vừa rồi. Không vừa nha. Chán quá, không có thấy comment gì hết luôn. Cho chị Văn Lê cái áo đen trơn 19k. Thật ra cái tình trạng mà bị ăn comment đến kéo dài ghê đi ta. Kéo dài kinh khủng luôn. Dài này nè. Xe 52 quay đầu nè. Ai lấy dài vàng lên dài vàng luôn dùm em đi. Tặng 79k luôn. Tặng 79k luôn. Chị nào lấy dài vàng lên dài vàng 79k. Còn dưới đây là bộ dài thôi, để dành. Đuổi em còn mỗi màu đen thôi, hết trắng rồi chưa? Còn mỗi đen, xe lờ còn mỗi đen. Rồi Nguyên ngưng like nha chị em mình nhé. Nguyên ngưng like nha. Bye bye chị em mình luôn nhé. Hẹn chị em mình ngày mai. Rồi, chúc cả nhà mình ngủ ngon nha.